chương 841 Ở dưới sự cổ động của đám người tuyệt vô địch, tâm tình của mọi người càng ngày càng kích động. Tuy nhiên, ngay vào lúc mọi người đang mài răng, chuẩn bị một khi dịp trần từ bên trong thông thiên tháp đi ra, mọi người sẽ cùng nhau làm khó dễ sau đó trục xuất hắn ra khỏi mê la tinh hải. Âm âm Tận thứ 12 của thông thiên tháp đột nhiên sáng lên. Yên tĩnh Đám người vốn đang huyên náo thì lập tức yên lặng hoàn toàn, Tất cả mọi người đều không thể tin nổi mà nhìn qua, từ thay tầng thứ 12 của tòa tháp phát ra ánh sáng sáng chói, trong lúc nhất thời tất cả đều sợ tới ngay người. Tiểu tử kia thế mà đạt tới tầng thứ 12 rồi. Hắn lại có thực lực như thế. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Sau khi trải qua một lát yên tĩnh, đám người lập tức lại kích động, hơn nữa tiếng hô đuổi dịp trần ra khỏi mê la tinh hải cũng càng phát lên vang dội. Người chính là như vậy, một khi xuất hiện một sự vật nào đó có tính uy hiếp đối với mình thì đều sẽ có bản năng bài xích mà đây là lúc chỉ cần một cái lý do nhìn như chính đáng, tất cả mọi người sẽ cùng nhau tiến lên, hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Tuy nhiên, mọi người tức giận, đợi khoảng thời gian một ngày chẳng những cái tên dịp trần ác đồ, tội ác tày trời này không có bị loại đi ra ngoài, ngược lại chờ đến một cái tin tức khác làm cho bọn hắn vô cùng khủng hoảng. Tầng thứ 13 của thông thiên tháp, sáng lên. Lần này, chẳng những tất cả mọi người đều choáng váng mà ngay cả vân phá thiên yến cuồng sinh thậm chí trên mặt long thần cũng thi nhau hiện ra vẻ kinh ngạc phải biết thời gian dịp trần bước vào bên trong thông thiên tháp thì đã có cảnh giới nguyên anh tầng 7, bây giờ vọt tới tầng thứ 13 ba trọn vẹn vượt qua 13 ba tầng cảnh giới còn khôi lỗi hình người kia lúc này đã có thực lực cao tới cảnh giới hóa thần tầng 9. không nghĩ tới tiểu tử này lại có được thực lực như thế lại có thể ngang hàng ngang với với hai đại thiên kiêu huyền băng tiên tử và yến cùng sinh nói như vậy người này tiến vào trước tám cường gần như đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi phải thì như thế nào chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực thì vẫn có thể đuổi hắn ra khỏi mê la tinh hải tuy nhiên sau khi thời gian trôi qua một chút xíu thì diệp trần lại không có một chút dấu hiệu nào từ bên trong thông thiên tháp đi ra một ngày sau tầng thứ mười bốn của thông thiên tháp lại sáng lên một lần nữa lập tức lại nhấc lên một cơ sóng to gió lớn lần nữa tuy nhiên chuyện đến nơi này vẫn còn chưa có kết thúc lại qua thời gian hai ngày dịp trần không những không có bị đánh ra khỏi thông thiên tháp thế mà lại trèo lên một tầng cao mới bước vào tầng thứ mười lăm lần này thì ngay cả long thần vẫn luôn ngồi ung dung trên đài cũng bắt đầu có chút không bình tĩnh phải biết lúc hắn tiến vào thông thiên tháp là cảnh giới nguyên anh tầng sáu đạt tới tầng thứ 15, khôi lỗi hình người đã có thực lực hóa thần đỉnh phong. Mà lúc Diệp Trần tiến vào thông thiên tháp thì Tu Vi là nguyên anh tầng 7, bây giờ cũng đạt tới tầng thứ 15, vậy khôi lỗi hình người bên trong tháp kia có lẽ là có cảnh giới phản hư nhất trọng. Cho dù Diệp Trần dừng bước ở tầng thứ 15 cũng đã vững vàng đè ép mắt một bậc. Từ khi hắn trở thành người đứng đầu bản thiên kiêu, từ trước đến nay chưa từng thua một lần, đây tuyệt đối là lần đầu tiên, lần thứ nhất. Còn về phần mấy người vân phá thiên, tuyệt vô địch nhìn thấy kết quả này thì càng là vừa sợ vừa hận lại vừa giận vừa ghen ghét. Sớm biết, hôm đó ở tinh cầu sơ thủy ta nên làm thịt hắn. Tuyệt vô địch gắt gao nhìn chậm chậm tầng thứ 15 của thông thiên tháp, trong đôi mắt hiện ra sát ý nồng đậm. Lúc này, bên trong không gian tầng thứ 15 của thông thiên tháp, âm âm, nắm đấm của dịp trần và nắm đấm của con khôi lỗi hình người hung hăng va chạm vào nhau, toàn bộ không gian giống như muốn vỡ vụn ra. Âm. Diệp Trần trực tiếp bay ngược mà ra, đồng thời điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Dù sao cũng là khôi lỗi hình người có cảnh giới phản hư tầng một. Quá cường hãn. Cho dù ta đã thi triển nghịch sinh bách chuyển đến chuyển thứ bảy rồi nhưng vẫn như cũ không cách nào phá mở được phòng ngự của nó. Sau khi Diệp Trần bị đánh bay, không thể không âm thầm cảm khái một tiếng, đồng thời gần như đều đã có ý định từ bỏ. Thật ra thì lấy trạng thái bây giờ của Diệp Trần gần như đã sắp khôi phục lạo toàn bộ tu vi Nếu như ở dưới tình huống có thể sử dụng pháp bảo Diệp Trần ra hết ác chu ru bài Ngược lại là có thể chiến một trận với phản hư chân quân Chỉ có điều Ở bên trong thông thiên tháp này hắn chỉ có thể tay không tất sát đối chiến Mà con rối hình người này lại có phòng ngự cực mạnh Hắn muốn chiến thắng một bộ khôi lỗi hình người có cảnh giới phản hư chân quân mà nói thì đây gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Dù sao ta bây giờ cũng đã đạt tới tầng thứ 15, đạt ngang hàng thứ nhất với Long Thần, chắc không có ai có thể vượt qua ta, không bằng đến đây đủ rồi đi ra thôi. Ngay sau khi Diệp Trần suy nghĩ cân nhắc một phen, lúc đang chuẩn bị chủ động rời khỏi tháp thì trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái suy nghĩ. Đúng rồi. Trước đó lúc ta du đấu với những con khôi lỗi kia, phát hiện khắp toàn thân từ trên xuống dưới của bọn hắn, thì vị trí suy yếu nhất của bọn chúng chính là vị trí trái tim nếu như ta đoán không có sai thì chỗ đó hẳn là chỗ hạch tâm của khôi lỗi hình người này nếu như ta dùng đấu pháp lưỡng bại câu thương dùng đao khí hủy diệt công kích vị trí đó nói không chừng sẽ có hiệu quả kỳ diệu đao suy nghĩ này vừa lóe lên ở trong đầu của diệp trần đồng thời trong nháy mắt do dự này cổ khí tức kinh người của con khôi lỗi hình người kia vào giờ phút này đã hướng hắn đánh tới liều mạng ở trong cái chớp mắt này diệp trần không có lùi lại ngược lại chủ động đáp lại dự định nếm thử một lần cuối cùng. Âm âm. Một quyền của con khôi lỗi hình người kia vẫn thường thường không có gì lạ kia thế nhưng là không gian xung quanh trong nháy mắt vỡ vụn, ở xung quanh nắm đấm thế mà xuất hiện một mảnh hố đen. Diệp Trần vốn là cũng một quyền đáp lại đi lên, thế nhưng là lúc mắt thấy hai nắm đấm sắp va chạm vào nhau, Diệp Trần đột nhiên biến quyền thành trưởng, đồng thời thay đổi phương hướng công kích. Oanh Một đạo đao mang sen lẫn khí tức hủy diệt, lấy một cái góc độ vô cùng quỷ dị hung hăng đâm trúng vị trí tim của con khôi lỗi hình người kia cùng lúc đó nắm đấm của con rối hình người gần như cũng đã sắp rơi vào trên người của diệp trần diệp trần tuy rằng ngay lúc đầu đã triệu hoán ra kim giáp hộ thân và thiên tầm thánh y hơn nữa còn thi triển ra lưu ly kim thân nhưng thật ra thì trong lòng không có một chút nắm chắc nào nếu như hắn liều chết đánh ra một chưởng đao kia không thể đưa tới kết quả hiệu quả dịp trần chịu một quyền kinh khủng này của đối phương coi như không chết thì chỉ sợ cũng phải trọng thương tuy nhiên đợi một lúc lâu nắm đấm của con khôi lỗi hình người kia cũng không có rơi vào trên người của hắn lúc này con khôi lỗi hình người kia giống như đột nhiên giống như là đồ chơi không có điện để chạy lập tức cứng đờ ở giữa không trung dịp trần thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài trong lòng không thể không cùng hỉ quỷ nhiên đúng như những gì ta suy đoán Nguyên lý của con rối hình người thật ra thì cũng tương tự với người máy ở trên trái đất, tự nhiên có một loại linh kiện giống như bộ chip, là hạch tâm của khối lỗi hình người, tuyệt đối không cho phép phá hư. Mà trải qua dịp trần không ngừng quan sát trước đó, phát hiện được vị trí này ở bên trong tim của con khôi lỗi hình người. Cho nên, dịp trần trước đó dùng đấu pháp lưỡng bại câu thương, ngay lập tức dùng đao khí hủy diệt đâm trúng trái tim của khôi lỗi hình người, tuy rằng vẫn không cách nào phá mở phòng ngự của con rồi hình người nhưng đã đủ để ảnh hưởng đến bộ phận hạch tâm của nó. Oanh! Ngay trong nháy mắt con khôi lỗi hình người kia đờ dẫn, Diệp Trần sớm đã nắm lấy cơ hội, bàn tay trái hung hăng đập xuống trên đỉnh đầu của con khôi lỗi hình người. Âm! Con khôi lỗi hình người lập tức giống như ngôi sao ngã xuống, hung hăng rơi vào trong lòng đất phía dưới. Âm âm! Trên mặt đất cũng lập tức xuất hiện một cái hố lớn có độ sâu đạt tới hơn trăm mét. Chúc mừng Vượt quan thành công Giọng nói đã lâu kia lại vang lên lần nữa dịp Trần được một cổ lực lượng quy tắc bao bọc vào rời khỏi tầng thứ 15 Oanh Cùng lúc đó Trong mặt của mọi người ở ngoài tháp hiện ra vẻ khiếp sợ tới không gì sánh nổi Ánh sáng tầng thứ 16 bỗng nhiên sáng lên Vào lúc này Tất cả mọi người đều hoàn toàn trở nên yên tĩnh Từng người tất cả đều trứng lớn đôi mắt của mình Quả thực đều bắt đầu phải nghi ngờ vào cuộc sống cái tên tiểu tử vô danh không có danh tiếng gì cả kia thế mà vượt qua long thần đứng đầu bản thiên kiêu, đạt tới tầng thứ 16. Trọn vẹn vượt qua 15 tầng cảnh giới, đây chính là đã đến cảnh giới phản hư chân quân, hắn thế mà vượt qua rồi. Hắn là làm được như thế nào? Tuy nhiên, mọi người ở đây còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại như lúc ban đầu từ trong kiếp sợ trước đó. Oanh Tầng thứ 17 của thông thiên tháp, sáng lên. Tầng thứ 16 đến tầng thứ 17, dịp trần thế mà chỉ dùng thời gian không tới một tiếng thậm chí so với mấy tầng lúc đầu trước đó dùng thời gian còn phải ngắn hơn mọi người ngay lập tức lại không bình tĩnh chẳng lẽ càng lên cao độ khó vượt cửa ngược lại càng đơn giản hơn hay sao tất cả mọi người cảm thấy mọi người xảy ra trước mắt giống như là đang nằm mơ thậm chí cũng bắt đầu nghi ngờ có phải chính mình xuất hiện ảo giác hay không bọn họ lại làm sao biết được rằng sau khi Diệp Trần phát hiện ra nhược điểm lớn nhất của con khôi lỗi hình người hoàn toàn chính là dùng đấu pháp được ăn cả ngã về không hoặc là tìm đúng thời cơ, một kích thành công hoặc là sẽ bị một quyền của con khôi lỗi hình người đánh bay ra khỏi tháp, thắng bại chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt, tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, đáng được ăn mừng chính là vận khí của Diệp Trần không tệ, thế mà mỗi lần đều thành công. Âm âm. Sau khi Diệp Trần lại lặp lại chiêu cũ lần nữa, đánh bại con khôi lỗi hình người ở tầng thứ 17. Cả tòa Thông Thiên Tháp đều rung động kịch liệt một trận, thậm chí tính cả toàn bộ tinh cầu dưới Thông Thiên Tháp dường như cũng chấn động lên. Ông. Mà sau khi tầng thứ 18 của Thông Thiên Tháp sáng lên, một đạo ánh sáng vô cùng chói lọi đột nhiên từ bên trong Thông Thiên Tháp nổ bắn mà ra, xông lên trên tới tận chín tầng trời cao. Vào lúc này mọi người ở phía dưới dưới sự chiếu rọi của ánh sáng sáng chói kia, sớm đã ngay cả con mắt cũng sắp không mở ra được tất cả mọi người đều hoảng sợ không thôi hắn thế mà đánh thông quan rồi cái tên này đến cùng là cái gì yêu nghiệt a à? không thể tưởng tượng nổi quả thực không thể tưởng tượng nổi a à? coi như long thần đứng đầu bản thiên kiêu vào lúc này thì đã từ lâu không còn có vẻ bình thường nhẹ như mây giờ nữa sâu trong đôi mắt mơ hồ đã hiện ra ánh mắt tràn ngập sự ghen tị tính sai quả thực tính quá sai tuy rằng trước đó hắn vẫn cảm thấy dịp trần này không đơn giản thế nhưng hắn đối với mình có sự tự tin tuyệt đối cho nên thật ra thì cũng không có để dịp trần vào trong mắt không cho rằng người này có thể uy hiếp được hắn thế nhưng là bây giờ xem ra dịp trần rõ ràng so với sự tưởng tượng của hắn còn phải lợi hại hơn thậm chí cũng đã bắt đầu uy hiếp được địa vị của hắn sắc mặt của tuyệt vô địch sau khi dao động một trận thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái đi tới trước mắt vân phá thiên và yến cuồng sinh một hồi nhỏ giọng thì thầm không biết đối hai người nói cái gì, thì trong mắt của hai người kia thi nhau hiện ra vẻ sắc bén. Mà lúc này, ở bên trong thông thiên tháp, Diệp Trần đã rời khỏi không gian tầng thứ 17, phát hiện chính mình đi tới một nơi bên trong hư không trắng xóa. Ha ha ha! Một tiếng cười to tràn ngập mừng rỡ đột nhiên vang lên ở bên trong toàn bộ hư không. Sau đó, một ông lão áo bào trắng râu tóc bạc hết đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần không thể không hơi sững sờ. Rất rõ ràng, tầng thứ 18 này hiển nhiên cùng với cửa ải trước đó không giống nhau lắm. Ông lão áo trắng tóc trắng kia lại cười ha ha một trận nữa mới mở miệng nói. Mười vạn năm. Không nghĩ tới thế mà có người có thể đi tới nơi đây, tiểu oa nhi, ngươi thật không đơn giản nha. Ông lão tóc trắng vừa nói chuyện đồng thời cũng bắt đầu dò xét ở trên người Diệp Trần một lúc, hai mắt bỗng nhiên hơi trừng một cái, trên gương mặt giàu nu kia hiện ra vẻ kinh ngạc nồng đầm. Ồ! Trên người của ngươi tại sao có thể có ấn ký của chủ nhân? Ngươi đến cùng là người phương nào? Chủ nhân. Diệp Trần hơi sững sờ, chẳng mấy chốc đã hiểu rõ ra. Ngươi chắc là khí linh của Thông Thiên Tháp. Lúc trước hắn đã phát hiện, tòa Thông Thiên Tháp này chính là một loại pháp bảo không gian, hơn nữa ít nhất cũng có cấp độ tiên khí. Nếu là tiên khí thì chắc chắn sẽ có khí linh, mà ông lão trước mắt này có thể là khí linh của Thông Thiên Tháp. Ông lão tóc trắng hơi kinh ngạc sau đó trên mặt chợt hiện ra vẻ tán thưởng, nhẹ gật đầu, nói. Không sai. Lão Phu quả thật chính là khí linh của thông thiên tháp mà chủ nhân của ta cũng chính là người sáng lập ra mê la tinh hải này, hạo thiên đại đế. Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức ngầm nói một tiếng quả nhiên. Ông lão tóc trắng lại nói. Tiểu Oa Nhi, ngươi còn không có nói cho lão Phu biết, ngươi đến cùng là có lai lịch gì, vì xa trên người của ngươi lại có ấn ký của chủ nhân diệp trần suy nghĩ một chút nói ta đến từ hạo thiên giới căn cứ tin tức trong miệng của thôn thiên mãn trước đó mà biết được thế giới nơi trái đất tọa lạc chính là hạo thiên đại đến ở trong hỗn độn mà mở ra đến tên là hạo thiên giới ông lão trước mắt này đã là khí linh của thông thiên tháp thì chắc hẳn cũng có thể biết đến quả nhiên ông lão tóc trắng sau khi nghe được lời này của diệp trần thì trên mặt lập tức hiện ra vẻ kích động tuy nhiên sau đó lại nhướng mày không đúng hạo thiên giới ở bên trong thế giới hỗn độn, ngươi là tới đây như thế nào? Hơn nửa thiên hạ này, ngươi biết được hạo thiên giới cũng không có bao nhiêu, ngươi làm sao lại biết được? Diệp Trần sớm biết được đối phương sẽ hỏi một câu như thế, cũng không có dấu giếm. Ta đã từng gặp được yêu đế, là lão nhân gia ông ta để cho ta tới mê la tinh hải. Ngay lập tức Diệp Trần một năm một mười nói ra chuyện chính mình gặp được thôn thiên mãn lão tổ trước đó ông lão tóc trắng sau khi nghe xong thì lập tức càng thêm kích động không ngừng lẩm bẩm nói ý trời a à, xem ra những chuyện này đều là thiên ý ngươi có thể từ hào thiên giới tiến vào tu chân giới thì đã cực kỳ khó được lại còn có thể gặp được yêu đế đại nhân sau đó đi tới nơi đây đồng thời đã thông thông thiên tháp gặp được bản tôn đủ thấy phúc duyên của ngươi cực kỳ thâm hậu nói đến đây ông lão tóc trắng dừng lại một chút lại nói tiếp Tuy rằng trước đó ngươi đánh bại khôi lỗi hình người có ý tứ đầu cơ trục lợi, tuy nhiên có thể đi tới một bước này đã là người đầu tiên trong 10 vạn năm qua. Nghe được lời nói này của khí linh thôn thiên tháp, Diệp Trần cũng không thể không âm thầm có chút đắc ý. Không nghĩ tới, lời tiếp theo lại lập tức đánh Diệp Trần rơi vào đáy cốc. Lấy tư chất của ngươi, lại thêm ấn ký mà chủ nhân lưu ở trên người ngươi, có lẽ vẫn là có khoảng chừng một thành nắm chắc có thể tiến vào tầng tinh vực thứ 9 kế thừa truyền thừa của chủ nhân diệp trần nghe được điều này thì lập tức buồn bực tới suýt chút nữa muốn thổ huyết hắn tự hỏi một đời này tiến vào mê la tinh hải vô luận là về tất cả biểu hiện hay là cơ duyên của mình đều vượt xa kiếp trước không nghĩ tới kết quả là cũng chỉ có vẻn vẹn một phần mười nắm chắc mà thôi khí linh của thông thiên tháp dường như cũng nhìn ra được tâm tư của diệp trần một mặt chế nhạo nói làm sao ngươi còn không vui ngươi phải biết chủ nhân ta năm đó thế nhưng là trải qua trăm vạn năm mới lĩnh hội được đại đạo vô thường cuối cùng độ kiếp thành công thành tựu hỗn độn kim thân bước vào thế giới hỗn độn mở ra hạo thiên giới chỉ cần đạt được truyền thừa của chủ nhân ta cũng đủ để cho ngươi một bước lên trời thì một thành nắm trắng này cũng đủ để ngươi tranh thủ vui mừng đi trải qua kiểu nói này của khí linh thông thiên tháp dịp trần suy nghĩ cẩn thận thì xác thực thật đúng là chuyện như vậy Hào Thiên Đại đến năm đó chẳng những thống nhất toàn bộ tu chân giới càng là từ trăm vạn năm trước cho đến nay là một người duy nhất độ kiếp thành công, chỉ sợ cho dù là loại cự phách đỉnh cấp như tông chủ của Bác Đại Tiên môn kia cũng đối với việc này vô cùng nóng mắt. Khí Linh Thông Thiên Tháp lại nói tiếp: "Nếu như ngươi đã thông qua được khỏa nghiệm 18 tầng Thông Thiên Tháp thì dựa theo quy tắc có thể đạt được một phần ban thưởng ngoài định mức." Trong khi nói chuyện, Khí Linh Thông Thiên Tháp thuận tay vung lên. "Ông sau khi không gian chấn động một trận thì trong lòng bàn tay của thông thiên tháp đã xuất hiện một thanh trường kiếm toàn thân sáng choang. Kiếm này tên là vô vọng kiếm, chính là một cái binh khí mà chủ nhân ta đã từng yêu mến nhất, hiện tại nó thuộc về ngươi. Giọng nói của khí linh thông thiên tháp rơi xuống, thanh trường kiếm sáng choang kia đã tự động bay tới trước mặt Diệp Trần. Hai mắt Diệp Trần lập tức tỏa sáng, nhìn không được cuồng hỉ nói. Binh khí mà hạo thiên đại đế yêu mến nhất, không phải là thần khí chứ? Không nghĩ tới, khí linh của thông thiên tháp lại lắc đầu. Vô vọng kiếm cũng không phải là thần khí. Diệp Trần hơi có chút thất vọng, tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, cho dù là bác đại tiên môn có lịch sử lâu đời, nhiều nhất cũng chẳng qua chỉ có một hai kiện thần khí mà thôi, thậm chí toàn bộ tu chân giới số lượng thần khí cũng chỉ đến được trên đầu ngón tay thì làm sao chính mình có thể dễ dàng đạt được như vậy? Vậy chắc là tiên khí đi. Diệp Trần lại hỏi, lúc trước hắn ở tầng tinh vực thứ ba đạt được hạo thiên kính chính là một kiện tiên khí hạ phẩm dựa theo đạo lý mà nói vô vọng kiếm trước mắt này có lẽ sẽ có cấp bậc cao hơn hạo thiên kính ít nhất cũng có lẽ là một kiện tiên khí không nghĩ tới khí linh của thông thiên tháp lại lắc đầu lần nữa vô vọng kiếm cũng không phải tiên khí hai mắt diệp trần lập tức trừng một cái suýt chút nữa thì muốn mắng chửi người không phải là thánh khí hay là linh khí chứ Người đây cũng lấy ra được. Bây giờ trong tay Diệp trần, chỉ là tiên khí thì cũng đã có ba cái theo thứ tự là thông thiên đỉnh, diệt thế ma đao và hạo thiên kính. Hắn chỗ nào còn thèm để ý tới pháp bảo dưới tiên khí? Khí linh thông thiên tháp cười ha hả một tiếng. Vô vọng kiếm đã không phải là thần khí cũng không phải tiên khí hoặc có thể nói, nó cũng không thể xem như là một cái pháp bảo. Kiếm này chính là lúc chủ nhân ta lĩnh hội đại đạo, dùng thần niệm ở trong hỗn độn ngưng tụ ra một thanh kiếm, cho nên nó thật ra là một cái thanh kiếm của sự giác ngộ. Thanh kiếm của quy tắc. Thanh kiếm của đại đạo. Chỉ có tìm hiểu lực lượng quy tắc mới có thể phát huy ra uy lực kiếm này, bằng không nó chính là một cái kiếm còn bình thường hơn cả so với phạm kiếm, uy lực ngay cả cấp thấp nhất như pháp khí cũng không bằng. Kiếm của quy tắc. Diệp Trần nghe xong lời này thì không thể không âm thầm ngạc nhiên lúc này mới đưa tay ra nắm thanh vô vọng kiếm này vào trong tay. Quả nhiên, hắn phát hiện, ở bên trong thân thanh kiếm này không có một chút sóng linh khí nào. Hơn nữa rót chân nguyên vào trong đó cũng không có bất kỳ một chút phản ứng nào. Thậm chí ngay cả mũi kiếm cũng không có, tuyệt không giống như là kiếm, ngược lại giống như một cái trường xích, thậm chí cũng không có sắc bén bằng dao phay bình thường. Diệp Trần lật qua lật lại quan sát một lúc lâu cũng không có nhìn ra một cái nguyên cớ, trong lòng buồn bực không thôi, đang muốn hướng khí linh thông thiên tháp hỏi thăm cách dùng vô vọng kiếm. Hôm nay bản tôn đã tiết lộ không ít thiên cơ, còn lại phải nhờ vào chính ngươi chậm rãi đi lĩnh ngộ. Khí linh thông thiên tháp nói xong lời này, căn bản không cho Diệp Trần cơ hội mở miệng, trực tiếp thuận tay vung lên. Oanh! Diệp Trần lập tức cảm nhận được mình bị một luồng lực lượng quy tắc bao vây lấy, trực tiếp tiếp trong thông thiên tháp bay ra ngoài. Mau nhìn! Tiểu tử kia đi ra, Cùng lúc Diệp Trần từ bên trong thôn thiên tháp bắn ra tới, mọi người đang mong mỏi và trông mong ở phía dưới lập tức thi nhau kinh hô lên. Ngay cả Long Lão Đại cũng chỉ đạt tới tầng thứ 15 mà thôi, hắn thế mà thật đánh thông quan rồi. Cái tên này đến cùng là quái vật gì a? À? Chẳng lẽ hắn biết kỹ xảo đặc thù nào đó để vượt ải hay sao? Chắc chắn là như thế. Trước đó ở trên tinh cầu sơ thủy là tồn tại xếp hạng thứ nhất đếm ngược, thế mà vượt hẳn Long Lão Đại, nếu như nói hắn không có gian lận thì ta nói cái gì cũng không tin. Trong lúc nhất thời, mọi người bàn tán sôi nổi. Hơn nữa ở trung động to lớn qua đi, bắt đầu thi nhau nghi ngờ dịp trần gian lận, hơn nữa loại tiếng hô này càng ngày càng cao. Hết cách rồi, biểu hiện nghịch thiên của dịp trần thật sự là vượt xa khỏi sự dự liệu của mọi người. Long thần làm nhân vật thiên kiêu ngàn năm hiếm có của tu chân giới, cũng khó khăn lắm mới đạt tới tầng thứ 15 mà thôi. Mà dịp trần này, chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử vô danh tiểu tốt không có danh tiếng gì, vậy mà có thể bỏ xa Long thần ở đằng sau, chuyện này đổi thành bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều không thể tiếp nhận. Giải thích hợp lý duy nhất thì chính là hắn dùng thủ đoạn gian lận. Mặc dù tất cả mọi người ở trong lòng thật ra thì đều hiểu rõ, quy tắc của mê la tinh hải nghiêm mật cỡ nào, muốn gian lận làm sao có thể dễ dàng như vậy. Thế nhưng là, ghen tị và lo lắng đã che đậy cặp mắt của bọn hắn bọn họ bây giờ còn có vẻn vẹn chỉ là một cái lý do, một cái lý do để bọn hắn yên tâm thoải mái để diệt trừ đi cái uy hiếp to lớn này. Các vị mời nghe ta nói một câu. Người này đầu tiên là chen ngang, phá hư quy tắc chúng ta đặt ra trước đây, trong quá trình vượt ải lại dùng thủ đoạn dối trá, loại người hèn hạ vô sĩ này, các ngươi có thể chịu sao? Người nói chuyện này bỗng nhiên chính là tuyệt vô địch, là người hận dịp trần nhất trong đám người, tự nhiên ngoài hắn ra thì không còn có thể nói là ai khác. Mọi người vốn là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, bây giờ thấy có người đứng ra dẫn đầu, bị tuyệt vô địch đưa đẩy ra những lời này, tự nhiên từng tên đều giống như điên cuồng, thi nhau hô to lên. Không thể nhịn. Tuyệt sư Huynh nói rất đúng. Tiểu nhân vô sĩ. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Cả người Diệp Trần ở trên không trung, nhìn thấy mọi người tức giận ở phía dưới, cũng hơi có chút ngoài ý muốn, không thể không nhướng mày. Những người này ăn nói đường hoàng, đơn giản chính là cảm thấy hắn là một cái uy hiếp, muốn gạt hắn ra khỏi mà thôi. Nếu như những người này mà cùng đối phó với hắn mà nói, hắn thật là có phiền phức không nhỏ. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ thì tuyệt vô địch hai tay ép xuống, đám người vốn đang xôn xao trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Tuyệt vô địch ngược lại nhìn về phía Diệp Trần, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt hiện ra nụ cười âm độc. Tiểu tử họ Diệp. Ý mà mọi người muốn, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, bây giờ là chính ngươi bóp nát ngọc giảng, ngoan ngoãn cút ra khỏi mê la tinh hải hay là để chúng ta đồng thủ đây? Diệp Trần nghe được điều này thì chân mày lập tức nhíu chặt hơn, điều bộ trước mắt này là mọi người sớm đã bị tuyệt vô địch kích động lên, thậm chí Vân Phá Thiên và Yến Cùng Sinh nói không chừng cũng sẽ bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa, ngay cả Long Thần vẫn luôn tự cho mình là chính nghĩa, lúc này cũng có bộ dáng thờ ơ, dường như cũng có dự định ra tay ngăn cản. Tuy nhiên nghĩ lại cũng đúng, biểu hiện của Diệp Trần bây giờ đã che long thần lại, coi như người có trọng lượng đến đâu đi nữa cũng không có khả năng đi giúp đối thủ của mình, không có bỏ đá xuống giếng thì đã rất khó có được. Nếu như những người này liên hợp cùng một chỗ, dựa vào Diệp Trần lực lượng của một người chắc chắn không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Trong lúc nhất thời ngay cả Diệp Trần cũng có chút vô kế khả thi. Tuy nhiên, ngay lúc này một giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm được truyền ra từ bên trong thông thiên tháp. Ở bên trong nơi này, Người vượt ải không thể tiến hành tư đấu Người nào dám can đảm chống lại Trực tiếp trục xuất Mọi người nghe được giọng nói này Thì tất cả lập tức đều ngây ngẩn cả người Diệp Trần thì là một trong những người vui mừng Bởi vì hắn đã hiểu giọng nói đột nhiên xuất hiện này Bỗng nhiên chính là xuất ra từ khí linh của thông thiên tháp Rất rõ ràng Khí linh thông thiên tháp rõ ràng là đang giúp hắn Sau một lát Khí linh thông thiên tháp vang lên lần nữa Trong mười hơi thở nếu như không có người tiến vào trong tháp thì trừ những người đã vượt ải còn lại coi là bỏ quyền oanh mọi người nghe được điều này lập tức lại xôn xao không ngừng lần nữa ngay cả tuyệt vô địch vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi sau khi hơi do dự một lát thì hung ác liếc mắt trừng dịp trần một lát cuối cùng thân thể vẫn nhoáng một cái nhanh chóng bước vào bên trong thông thiên tháp sau khi tuyệt vô địch tiến vào thông thiên tháp lại thêm khí linh thông thiên tháp trước đó cảnh cáo một phen trong mọi người tự nhiên cũng không có người lại dám đi gây sự với Diệp Trần. Tiểu tử Bản tôn vì ngươi thế nhưng là đã vi phạm với quy tắc vốn có của trò chơi. Tuy nhiên, bản tôn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, chờ sau khi ngươi tiến vào tầng tinh vực thứ 8, ngay cả bản tôn cũng lực bất tòng tâm, ngươi tốt nhất tự lo cho bản thân mình đi. Giọng nói của khí linh thông thiên tháp đột nhiên vang lên ở trong đầu của Diệp Trần. Đa tạ tiền bối tương trợ. Vãn bối vô cùng cảm kích. Diệp Trần lập tức cũng thông qua thần niệm, truyền âm tới. Khí linh thông thiên tháp không nói thêm gì nữa, thân thể Diệp Trần hơi trao đảo một cái lại trở lại đạo trường tu luyện của chính mình bắt đầu âm thầm suy nghĩ. Chính như khí linh thông thiên tháp nói, tuy rằng nó tạm thời giúp Diệp Trần đỡ được những người này, thế nhưng qua cái tầng tinh vực thứ bảy này, vẫn như có tám người tiến vào tầng tinh vực thứ tám. Hơn nữa không có bất ngờ gì xảy ra, tám người này rất có thể là Diệp Trần, Long Thần, Vân Phá Thiên, Lạc Huyền Băng, Yến Cùng Sinh, Nhạc Vô Kỵ, Phong Hoa Vũ và Tuyệt Vô Địch. Mà ở trong đó, ba người Tuyệt Vô Địch, Vân Phá Thiên, Yến Cùng Sinh lại hết lần này tới lần khác đều từng có mâu thuẫn với Diệp Trần. Thậm chí, bởi vì biểu hiện nghịch thiên trước đó của hắn, ngay cả Long Thần vẫn luôn bảo trì thái độ trung lập, tự cho mình là chính nghĩa, đối với hắn cũng mơ hồ có sự kiên kỵ. Lạc Huyền Băng đối với hắn tuy rằng lúc lạnh lúc nóng, chắc là còn không đến mức sẽ ra tay với hắn mà hai người còn lại là Nhạc Vô Kỵ và Phong Hoa Vũ không bỏ đá xuống giếng thì đã không tệ, căn bản không có khả năng trông cậy vào bọn họ sẽ giúp chính mình. Sau khi trải qua một phen suy nghĩ, Diệp Trần đạt được một cái kết luận, một khi tiến vào tầng tinh vực thứ 8, hắn rất có thể sẽ lọt vào sự vây công của ba người tuyệt vô địch Vân Phá Thiên và Yến Cùng Sinh. Mà ba người này, tất cả đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, Diệp Trần muốn đánh bại một người trong đó đều rất không dễ huống chi là ba người cùng nhau. Từ tình trạng trước mắt của hắn đến xem, hắn gần như không có bất kỳ phần thắng nào. Vì kế hoạch hôm nay, xem ra ta chỉ có thể nhanh chóng tăng tu vi của ta lên. Bởi vì quy tắc khảo nghiệm của tầng tinh vực thứ bảy này, tu vi càng cao, ngược lại càng ăn thiệt thòi, cho nên bây giờ tất cả mọi người đều đang tận lực áp chế tu vi của mình, không có người lại chủ động đi đề thăng tu vi. Mà dịp Trần, nếu muốn đối kháng sự vây công của ba người tuyệt vô địch thì chỉ có thể tăng tu vu của mình lên mới có thể có sức đánh một trận. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần lập tức thiết hạ mấy đạo cấm chế ở xung quanh, sau đó bắt đầu toàn lực vận chuyển thôn thiên thần công, không chút kiên kỵ thôn phệ luyện hóa linh khí xung quanh. Âm âm. Sau khi Diệp Trần bắt đầu toàn lực tu luyện, phong ấn áp chế tu vi trong đan điền cũng lập tức có xu thế tan rã. Nửa ngày sau, Diệp Trần vẫn luôn đình trệ ở tu vi cảnh giới Nguyên Anh tầng 7, cuối cùng bắt đầu xuất hiện buông lỏng, một lần hành động bước qua cảnh giới Nguyên Anh tầng 8. Chỉ chớp mắt lại qua thời gian 10 ngày, tu vi của Diệp Trần lại đột phá lần nữa, đạt đến cảnh giới Nguyên Anh tầng 9. Mà cùng lúc đó, Oanh. Một bóng người từ trong Thông Thiên Tháp bị đẩy bay ra. Tuyệt vô địch, số tầng vượt qua 14 tầng. Nếu như là lúc trước có người lấy được thành tích cao như vậy thì chắc chắn sẽ gây nên một mảnh rung động, thế nhưng có dịp trận cái châu ngọc phía trước này, tuyệt vô địch đạt được 14 tầng, cũng không thể nào không cảm thấy mất mặt. Tuyệt vô địch lúc này, người đầy vết máu, chật vật không chịu nổi, tuy rằng đã đạt đến chính mình mong muốn trước đó, thế nhưng vừa nghĩ tới tên kia thì trên mặt lập tức lại hiện ra vẻ không cam lòng, ghen ghét nồng đậm. Thời gian trôi qua từng chút một, từng người vượt ải cũng ở bên trong thông thiên tháp ra ra vào vào. Từ sau khi tuyệt vô địch thì những người vượt ải tiếp theo tuy rằng cũng đều là nhân vật thiên tài của mỗi loại đại tông môn ở tu chân giới, thế nhưng so với bảy đại thiên kiêu khác rõ ràng có sự chênh lệch không nhỏ. Chỉ chớp mắt một cái thời gian đã trôi qua được hai ba tháng mà ở bên trong những người vượt ải này, thì số tầng vượt qua nhiều nhất thì cũng chỉ đạt tới Thông Thiên Tháp tầng thứ 11 mà thôi. Mà những người này đã xác định vô duyên tiến vào trong nhóm tám vị trí đầu có thứ hạng cao khi vượt ải sau khi từ bên trong thông thiên tháp đi ra thì trước tiên sẽ bị lực lượng quy tắc bao khỏa, trực tiếp đưa ra khỏi mê la tinh hải. Hơn nữa càng ở sau, tư chất người vượt ải rõ ràng càng ngày càng chênh lệch, thậm chí ngay cả tầng thứ 10 cũng không có người có thể đạt tới, danh ngạch 8 người có thứ hạng cao nhất dường như sớm đã có kết quả. Tuy nhiên, ngay vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng kết quả đã không có khả năng lại có bất kỳ thay đổi nào. Oanh! Mau nhìn! tầng thứ 12 sáng lên. Người này là ai? Thế mà cũng đạt tới trình độ này. Dường như là dịch bạch của vô cực tông, người này ở trên bảng thiên kiêu xếp hạng ở trong top 100, không nghĩ tới lần này, thế mà một tiếng hót làm rung động lòng người. Như vậy, hắn chẳng phải là muốn đặt ngang nhau với hai đại thiên kiêu nhạc vô kỵ và phong hoa vũ sao? Mọi người bàn tán sôi nổi, mà hai người nhạc vô kỵ và phong hoa vũ ở một bên thì cùng lúc thay đổi sắc mặt. Oanh! Bên trong tiếng nghị luận của mọi người, dịch bạch được mọi người coi là hắc mã kia, từ trong thông thiên tháp bị đẩy bắn ra ngoài. Giọng nói lạnh lùng của khí linh thông thiên tháp vang lên lần nữa. Dịch bạch, số tầng vượt qua, 12 tầng. Nhạc vô kỵ, phong hoa vũ, dịch bạch đều tới được tầng thứ 12 nhưng thời gian nhạc vô kỵ kiên trì ngắn nhất, cho nên đào thải. Sau khi giọng nói kia rơi xuống, một đạo lực lượng quy tắc đã bao khỏa trên người nhạc vô kỵ. Không nhạc vô kỵ lập tức không cam lòng rống lớn một tiếng cả người trong nháy mắt bị truyền tống ra ngoài nhìn thấy sự thay đổi đột ngột này diệp trần cũng không thể không nhướng mày vốn là lúc trước hắn còn suy nghĩ nhạc vô kỵ dù thế nào thì cũng có phần giao tình với hắn nói không chừng có thể ở bên trong cửa ải tiếp theo có lẽ là một cái minh hữu có thể tranh thủ không nghĩ tới vậy mà lại bị đào thải như vậy hơn nữa dịch bạch này thế mà còn là đệ tử vô cực tông cũng chính là sư đệ của vân phá thiên như vậy hắn chẳng những thiếu một cái minh hữu có thể tranh thủ thay vào đó lại thêm một cái kinh địch tình thế lập tức càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn ngay tại lúc diệp trần có chút tâm ý phiền loạn giọng nói của thông thiên tháp bỗng nhiên vang lên ở trong đầu của hắn một lần nữa ai tiểu tử ngươi thật đúng là trêu chọc phiền phức xe ở ngươi xuất thân trên hạo thiên giới bản tôn lại phá lệ nhắc nhở ngươi một lần diệp trần nghe được điều này thì lập tức mừng rỡ vội vàng thông qua thần niệm truyền âm nói. Tiền bối mời nói. Khí linh thông thiên tháp trầm mặt một lát, chỉ ung dung nói ba chữ. Vô vọng kiếm. Diệp Trần rất là không hiểu, muốn tiếp tục hỏi thì khí linh của thông thiên tháp lại không nói thêm một câu nào nữa, hoàn toàn im lặng. Vào lúc này tu vi của Diệp Trần đã đạt đến nguyên anh tầng 9, phong ấn trong đan điền còn chưa có hoàn toàn giải phóng, cho nên cho dù tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong cũng không cách nào đột phá cảnh giới hóa thần, thế là hắn dứt khoát bắt đầu dốc lòng suy nghĩ về ý tứ của khí linh thông thiên tháp. Tuy nói pháp bảo lấy được ở bên trong mê la tinh hải là có thể sử dụng, thế nhưng vô vọng kiếm này và những pháp bảo khác hoàn toàn khác biệt, chân nguyên rót vào cũng không hề có tác dụng, thì lại nên phát huy uy lực của nó ra như thế nào? Tâm niệm Diệp Trần vừa động Thanh vô vọng kiếm toàn thân trong suốt kia phản phất giống như không có gì đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Chẳng mấy chốc, Diệp Trần đến thử các loại phương pháp thôi động pháp bảo, thậm chí ngay cả nhỏ máu nhận chủ lại chiêu thức lâu đời này cũng lấy ra. Thế nhưng thanh vô vọng kiếm này vẫn như cũ không phản ứng chút nào, thậm chí so với phạm kiếm bình thường dường như cũng không có gì khác nhau. Diệp Trần muốn thử câu thông với khí linh thông thiên tháp, đáng tiếc cũng vẫn thất bại khí linh thông thiên tháp đã hoàn toàn không tiếp tục để ý tới hắn. Mà đổi thành ra một bên, sau khi cái dịch bạch kia thành công đưa thân vào trước tám cường, số người vượt ải cũng đã không đủ 10 người. Chỉ chớp mắt lại qua hơn một tháng, tu vi của Diệp Trần đã đạt tới cảnh giới nguyên anh tầng chín đỉnh phong, chỉ chờ một đạo phong ấn cuối cùng ở trong đan điền kia được giải trừ, hắn đã có thể trực tiếp đột phá tới cảnh giới hóa thần. Hơn nữa bởi vì trong khoảng thời gian này, lượng chân nguyên trong đan điền của hắn được lít lũy lớn, một khi đến thời điểm đột phá, chắc chắn có thể hậu tích bạc phát đột phá cảnh giới hóa thần sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vũ Huy, số tầng vượt qua, 8 tầng. Đào thải. Sau khi người cuối cùng vượt quan bị đào thải đi, toàn bộ tầng tinh vực thứ bảy chỉ còn lại 8 người. Bọn họ theo thứ tự là Diệp Trần, Long Thần, Lạc Huyền Băng, Vân Phá Thiên, Yến Cùng Sinh, Phong Hoa Vũ, Tuyệt Vô Địch và Dịch Bạch. Chúc mừng các vị vượt ải thành công ông ông. Từng đạo lực lượng quy tắc bắt đầu xuất hiện ở trên thân tám người, thân hình của mọi người bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Rầm rầm. Diệp Trần chỉ cảm thấy hoa mắt một cái. Ngay sau đó, hắn đã đi tới một vách đá cao vút trong mây, hơn nữa chỉ có một mình hắn, bảy người còn lại đều được truyền tống đến những nơi khác. Điều này lập tức để Diệp Trần âm thầm thở vào nhẹ nhóm, nếu như tất cả mọi người đều được truyền tống đến một chỗ thì chỉ sợ đám người tuyệt vô địch chắc chắn sẽ vây công đối với mình trước tiên bây giờ người vượt ải được tách ra việc nhảy không ít thì nhiều còn có đường lùi xung quanh mây mù lượn lờ trước vách núi là một cái cầu treo thật dài giống như một thanh lợi kiếm cắm vào trong tầng mây phía trước căn bản không nhìn thấy điểm cuối mà dọc theo cây cầu treo kia ở nơi xa ngoài vạn dặm ở trên mây trắng có một tòa cung điện hoa mỹ khí thế to lớn đang đứng im ở đó chắc là điểm cuối cùng của cầu treo thời không chi điện quả nhiên vẫn là nơi này a à. diệp trần nhìn thấy tòa cung điện này không thể không cảm khái một câu kiếp trước diệp trần đã từng ba lần bước vào mê la tinh hải bảy cái khảo nghiệm khó khăn trước đó mỗi một lần đều hoàn toàn khác biệt để cho người ta không có cách nào tìm ra được quy luật duy chỉ có đến tầng tinh vực thứ tám tòa cung điện thời không này thì chắc chắn có thể đời trước Diệp Trần chính là ở bên trong tòa cung điện này đạt được vô thượng thần khí nguyệt quan bảo giám. Ngay vào lúc Diệp Trần nhớ lại quá khứ trước kia, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở trong đầu Diệp Trần. Đầu tiên, chúc mừng các vị đã đi tới tầng tinh vực thứ 8. Có thể từ trong rất nhiều người vượt ải trở hết tài năng, có thể thấy được các vị đều là nhân vật thiên tài khó khăn mới gặp được một lần. Tuy nhiên, một người cho dù có thiên tư tuyệt đỉnh, nếu không có đại định lực, Đại trí tuệ thì cuối cùng khó mà lĩnh hội được đại đạo vô thượng. Cho, ải này là ải tâm ma." Giọng nói lạnh lùng tuyên bố quy tắc, rất hiếm khi nói nhiều, sau đó dừng lại một chút, lại nói tiếp. "Các vị hiện tại chắc cũng đã nhìn thấy tòa cung điện ở trước mắt rồi chứ? Dọc theo con đường trước mắt của các ngươi, tiếp tục đi lên phía trước là có thể tiến vào tòa cung điện này, nhưng các ngươi chỉ có khoảng thời gian nửa canh giờ, nếu như vượt qua khoảng thời gian này, chính là vượt ải thất bại." sẽ trực tiếp bị đưa ra mê la tinh hải. Bây giờ, khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Diệp Trần nghe xong lời này, tuy rằng không biết tiếp xuống sẽ có gì xảy ra, thế nhưng thời gian vội vàng, chỗ nào cho phép hắn suy nghĩ nhiều, lúc này cất bước tiến vào bên trong cái cầu treo kia. Oanh. Ngay vào lúc Diệp Trần bước vào cầu treo, một cổ trọng lực cường đại lập tức áp ở trên người hắn. Tuy rằng đạo trọng lực này cũng không tính là đặc biệt mạnh, thậm chí cũng không bằng cường độ trọng lực của khảo nghiệm ở tầng tinh vực thứ sáu, tuy nhiên cũng đủ để cho hắn không cách nào ngự không phi hành, nhiều nhất chỉ có thể nhảy vọt mà thôi. Sau khi Diệp Trần nhảy vọt liên tiếp mấy lần, cũng đã vọt ra ngoài vài trăm mét, xung quanh dường như cũng không có cái gì trạng gì. Ngay vào lúc Diệp Trần âm thầm buồn bực. Sư Trong sương mù phía trước bỗng nhiên có một thanh phi kiếm bay ra, thẳng đến đầu của hắn nổ bắn ra mà đến. Một kiếm thật mạnh. Diệp Trần tuy rằng sớm đã có chỗ cảnh giác, cho nên dễ dàng né tránh đạo công kích bằng phi kiếm này, nhưng cũng âm thầm kinh hãi. Từ quy lực nhìn lại, thanh phi kiếm này ít nhiều cũng có cấp bậc thanh khí, hơn nữa kiếm khí cực mạnh, thậm chí trong đó còn ẩn chưa một tia không gian pháp tắc, quy lực cực mạnh. Diệp Trần không hoài nghi chút nào, nếu như chính mình bị một kiếm này đâm trùng thì coi như không chết cũng phải trọng thương. Nói cách khác, đạo phi kiếm này đã có năng lực giết chết hắn sư Cái đạo phi kiếm kia dường như được người nào đó thao túng Sau khi một kích không trúng Trên không trung đảo một cái lại lần nữa hướng Diệp Trần nổ bắn mà tới Diệp Trần đành phải vừa tránh né công kích của phi kiếm vừa nhanh chóng tiến lên Tuy nhiên, vừa mới lao đi được mấy ngàn mét sư Lại có một thanh phi kiếm khác từ trong mây mù bay ra Hướng hắn nổ bắn ra mà tới Ngay sau đó Sưu 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 sau khi dịp trần tiến lên không ngừng thì không ngừng có phi kiếm nổ bắn ra mà tới, chẳng mấy chốc cũng có tới hơn mười mấy thanh, hơn nữa còn đang dần dần tăng lên. Phốc! Lại là một thanh phi kiếm bắn ra, dịp trần né tránh không kịp, trên đầu vai lập tức xuất hiện một đạo vết thương thật sâu. Sắc mặt của Diệp Trần lập tức vô cùng khó coi. Đây mới vẹn vẹn chỉ là cấp độ đầu tiên của cửa ải mà thôi, không nghĩ tới vậy mà biến thái như thế này. Mắt thấy tòa cung điện phía trước kia xa xa khói vời, lại có nhiều phi kiếm ngăn cản như vậy, Diệp Trần lập tức có một loại cảm giác tuyệt vọng. Những phi kiếm này thực sự quá cường đại, thậm chí mỗi một chui phi kiếm cũng đã cường đại đến mức độ có thể dễ dàng giết chết hóa thần thiên quân. Huống chi bây giờ thế nhưng là có tới tận mười mấy thanh phi kiếm, lại thêm trọng lực cường đại áp bách xung quanh, cho dù là phản hư chân quân cũng khó có thể ngăn cản. Diệp Trần lại cố gắng giữ vững được một lát. Sư. Lại có một thanh phi kiếm nổ bắn ra mà đến, đây đã là thanh thứ 17. Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ cường đại, bỗng nhiên từ đáy lòng dâng lên. Nếu như ta tiếp tục xông đi ra, chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo đảm, thế nhưng thật vất vả mới đi được cho tới tận bây giờ, có thực sự cần thiết phải dừng lại ở đây không? Có cần thiết phải bóp nát ngọc giảng truyền tống rời khỏi mê la tinh hải không? Phốc. Ngay vào lúc Diệp Trần suy nghĩ bay tán loạn, Lúc tâm thần có chút hoảng hốt Trên đùi lần nữa bị phi kiếm xẹt qua Máy tươi trong nháy mắt tung bay lên lần nữa Phốc 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 Diệp Trần không có cam lòng Còn muốn tiếp tục xông về phía trước Lại bị trúng kiếm liên tiếp Thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng Không đúng Ngay vào lúc Diệp Trần gần như muốn từ bỏ Bỗng nhiên phát giác được chỗ nào đó không đúng lắm Độ khó của cửa này quả thực mạnh có chút khó tin. Nếu là ngay cả ta cũng không có cách thông qua khảo hạch này, những người khác hơn phân nửa cũng không được, chẳng lẽ đây là chuẩn bị để đào thải hết tất cả người vượt quan hay sao? Diệp Trần càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, không thể không nhớ lại quy tắc trước đó một lần, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Đúng. Nhớ rõ trước đó quy tắc có nói, đây là ải tâm ma, khảo nghiệm là định lực và trí tuệ của người vượt ải. Diệp Trần vừa ngăn căng phi kiếm công kích vừa kiệt lực suy tư, lại cúi đầu nhìn mười mấy nơi thương thế trên người kia, đột nhiên cười lên ha hả. Ta đã hiểu. Nói xong lời này, Diệp Trần vậy mà không còn ngăn cản những phi kiếm kia, thậm chí kim giáp phòng ngự và thiên tầm thánh ý, tất cả đều thu hồi vào trong cơ thể, giống như là hoàn toàn từ bỏ kháng cự. Chẳng lẽ hắn một lòng muốn chết? Sưu sưu sưu. Tổng cộng 17 thanh phi kiếm kia trong nháy mắt lập tức xuyên qua trong thân thể của hắn, ở trên người của hắn lưu lại trọn vẹn 17 cái lỗ máu. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần lập tức trở thành một cái huyết nhân, máu tươi bay tứ tung. Diệp Trần đầu tiên là sắc mặt đại biến, hiện ra vẻ thống khổ, tuy nhiên sau một lát lại cười lên ha hả lần nữa. Quả là thế. Quả là thế. Trên người bị 17 thanh phi kiếm, gần như bắn thành một cái tổ ong vào vẻ, Diệp Trần chẳng những không chết, thế mà còn cười ra tiếng. Nói cũng kỳ quái, Người ở bên ngoài xem ra thì bộ dáng của Diệp Trần vào thời khắc này rõ ràng là đã bị thương thật nặng, thậm chí có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ chẳng nhưng toàn vẹn không có bị làm sao, dường như tâm tình còn rất không tệ, thế mà vẫn đang chậm rãi hướng về phía trước trảo bước tiến lên. Được ảo giác rất thật. Ta vậy mà không nhìn ra bất kỳ một cái sơ hở nào. Diệp Trần vừa mặc kệ mười mấy thanh phi kiếm xuyên tới xuyên lui qua thân thể hắn không thể không âm thầm cảm thán hóa ra mọi thứ xảy ra trước mắt chẳng qua đều chỉ là ảo giác mà thôi phi kiếm là ảo giác vết thương và máu tươi đều là ảo giác thậm chí ngay cả đau đớn cũng là ảo giác chỉ có điều huyễn tượng trước mắt này thực sự là giống như thật quá mức gần như có thể lấy giả làm thật cho dù là diệp trần cũng không nhìn ra một chút sơ hở nào nếu không phải diệp trần liều lấy tính mạng mạo hiểm thử một lần căn bản không có cách nào phát hiện ra huyền cơ ở trong đó xem ra ải khảo nghiệm này là khảo nghiệm dũng khí đối với người vượt ải phải biết ở dưới huyễn tượng giống thật như thế cho dù trước đó biết là ảo giác lại có bao nhiêu người có loại dũng khí mạo hiểm thử một lần này sau khi diệp trần lần nữa âm thầm cảm khái một lúc đồng thời đã bắt đầu tăng tốc bước chân lên sưu 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 những phi kiếm có sát khí lăng lệ xung quanh kia vẫn đang tiếp tục gia tăng từng thanh từng thanh phi kiếm đều xuyên thẳng qua thân thể diệp trần ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương kinh khủng. Chỉ có điều, đây đối với Diệp Trần đã thật sự nếm để khám phá ra huyễn tượng này mà nói, lại giống như gió xuân hiu hiu, hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ chớp mắt, Diệp Trần dọc theo đầu cầu treo này đã vọt ra gần nghìn dặm, cuối cùng đi tới điểm cuối của cái cầu treo này. Oanh! Sau khi dưới chân Diệp Trần bỗng nhiên giẫm một cái, lần nữa lao về phía trước được mấy chục mét, nhảy qua điểm cuối cầu treo lên trên bờ. Rầm rầm! những phi kiếm khí thế lăng lệ ngập trời kia lập tức tiêu tán không thấy bóng dáng đâu nữa mà trên người diệp trần thì những vết kiếm vết thương to to nhỏ nhỏ kia cũng biến mất không thấy đâu nữa cùng lúc đầu bước vào cầu treo cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ biến hóa nào diệp trần quay đầu nhìn một cái phát hiện cầu treo cũng đã biến mất không thấy gì nữa mà một đầu của cầu treo khác đi tới nơi này cũng bất quá chỉ hơn trăm thước mà thôi thật là huyễn cảnh tinh diệu không biết tiếp theo lại gặp được loại khảo nghiệm gì Diệp Trần đang âm thầm cảm khái đồng thời, trong lòng cũng sinh ra ý niệm cảnh giác nồng đậm, không tự chủ mà chậm lại bước chân. Huển cảnh mà do bản thân tạo ra sẽ không đã thương người, thế nhưng là huyễn cảnh cao minh lại có thể lợi dụng điểm yếu của lòng người mà giết người ở vô hình. Hô! Phía trước bỗng nhiên kéo đến một đoàn sương mù dày đặc, Diệp Trần lập tức ngừng thở, điều động toàn bộ thần niệm, cẩn thận chú ý hết mọi biến động xung quanh tuy nhiên chờ sương mù tán đi cũng không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra phía trước xuất hiện một con đường núi gập ghềnh uốn lượn hơn nữa hai bên đường núi non xanh nước biếc phong cảnh hấp dẫn bởi vì có vết xe đổ diệp trần cũng không có lập tức buông lỏng cảnh giác cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước mấy ngàn mét vẫn không có phát hiện dị trạng nào lúc này diệp trần bất tri bất giác đi vào trong một mảnh bụi hoa những hoa này chẳng những cao lớn tươi đẹp số lượng cũng rất là đồ sộ giống như một mảnh rừng hoa, biển hoa. Hơn nữa, không biết là loại hoa gì, hương khí rất là đặc biệt, mơ hồ hiện ra một cổ cảm giác dụ dọt. Xa xa xa. Trong bụi hoa phía trước, bỗng nhiên truyền đến một trận sao động. Có người. Diệp Trần cảm nhận được có khí tức người, ngay lập tức cảnh giác lên, hắn dự đoán qua rất nhiều loại khả năng, làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại có những người khác xuất hiện ở đây. Khanh khách nương theo một tiếng cười duyên dễ nghe, một bóng người từ trong bụi hoa đi ra. Diệp Trần nhanh chóng nhìn vào thì lập tức ngây ngẩn cả người. Lạc Huyền Băng Hóa ra, khách không mời mà đến này bỗng nhiên chính là Lạc Huyền Băng. Chỉ có điều, Lạc Huyền Băng lúc này dường như có chỗ khác với ngày thường. Nàng ta chỉ mặc một bộ quần áo màu hồng mỏng như cánh ve, khó khăn lắm mới che khuất bộ vị trọng điểm trên người, đưa vai và hai cánh tay giống như chạm ngọc hoàng mỹ kia của nàng hiển lộ ra bên ngoài quần áo váy cũng chỉ khó khăn lắm che khuất đi được phần bẹn và bắp đùi hiện ra một đôi chân ngọc thẳng tắp thon dài thậm chí xuyên thấu qua chỗ quần áo thật mỏng kia đều có thể mơ hồ nhìn thấy khung cảnh bí ẩn dưới lớp quần áo lạc huyền băng lúc này đã hoàn toàn không có khí tức lạnh lùng như ngày thường ngược lại có chút lẳng lơ toàn thân trên dưới đều hiện ra vẻ mê hoặc khó mà hình dung cái này dịp trần còn không có hoàn toàn phản ứng lại lạc huyền băng đã lướt qua đi tới trước mặt của hắn sau đó thân thể nhỏ nhắn mềm mại nhỏ nhắn vậy mà trực tiếp ngã vào trong vòng tay của hắn nguyễn ngọc ôn hương vào lòng loại cảm giác này vô cùng chân thật thậm chí diệp trần cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ dưới lớp sa mỏng và thân thể mềm mại của lạc huyền băng kia đồng thời còn có thể ngửi được mùi thơ vô cùng mê người kia trên cơ thể của lạc huyền băng nhưng mà đây còn chưa xong sau khi lạc huyền băng đổ vào trong vòng tay diệp trần thì không biết là vô tin hay cố ý tấm lụa mỏng còn sót lại trên người nàng kia thế mà cũng chảy tuồn tuột xuống dưới dung nhan hoàng mỹ dáng người hoàng mỹ không giữ lại chút nào bại lộ trước mặt diệp trần lộc cộc đối mặt với tình cảnh này chỉ sợ chỉ cần là nam nhân đều không thể nào làm ngơ được cho dù tâm trí của diệp trần đã rất kiên định rồi vậy mà cũng cảm nhận được toàn thân khô nóng trong lòng dâng lên một cổ dục vọng mãnh liệt khó mà hình dung được hận không thể lập tức đẩy ngã cái vưu vật tuyệt sắc này xuống mặt đất tuy nhiên diệp trần làm người hai đời tâm trí sớm đã vô cùng kiên định tinh thần chỉ là hơi hoảng hốt một lát thì lập tức đánh thức không đúng không nói đến lạc huyền băng chắc chắn sẽ không làm ra loại hành vi này cho dù đối phương thật là lạc huyền băng dựa vào định lực của ta cũng sẽ không dễ dàng bị sắc đẹp dụ hoặc dễ dàng như vậy diệp trần mặc cho lạc huyền băng đổ vào trong ngực của mình trên mặt đã khôi phục lại vẻ bình thường trước đó chân mày hơi nhíu lại bắt đầu âm thầm suy nghĩ là mùi hoa sau khi dịp trần suy tư một lát thì chợt tỉnh ngộ hắn vốn cho rằng mọi thứ trước mắt toàn bộ đều là huyễn cảnh thế nhưng suy nghĩ cẩn thận lại không phải như vậy mọi thứ ở trước mắt đây hẳn là có hoàn cảnh chân thực kết hợp với ảo cảnh những đóa hoa tươi đẹp ở xung quanh đây phát tán đi ra mùi thơm của hoa chẳng lẽ là một loại chất độc có thể kích động dục vọng trong cơ thể người cho nên mới suýt chút nữa để dịp trần động tà niệm rồi dịp trần làm sao ngươi lại không nhìn ta chẳng lẽ ta không đẹp sao ngay tại lúc diệp trần suy nghĩ thông suốt thì thân thể mềm mại của lạc huyền băng dãy dụ mê người ở trong ngực trong ngực của hắn bàn tay vuốt ve lòng ngực của diệp trần miệng dáng ở bên tai phun ra những mùi thơm mê người ung dung mở miệng nói diệp trần khi đã tỉnh ngộ lại thì đương nhiên sẽ không bị ảo cảnh dụ hoặc dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại ngừng thở bắt đầu âm thầm vận chuyển chân nguyên trong thể nội hóa giải chất độc hương hoa trong cơ thể lạc huyền băng thấy dịp trần không nhúc nhích chút nào giống như rất không cam tâm tiếp tục dùng các loại phương thức mị hoặc không ngừng trêu đùa dịp trần phá sau khi dịp trần hoàn toàn hóa giải chất độc hương hoa trong cơ thể thì hai mắt mở ra đồng thời khẽ quát một tiếng không gian xung quanh bỗng nhiên vì đó mà rung lên lạc huyền băng vẫn còn đang sờ sờ mó mó nắng nắng bóp bóp trong ngực dịp trần lập tức giống như sương mù bị gió cuốn đi biến mất không thấy hình bóng ngay sau đó mây mù xung quanh tán đi mọi thứ lại khôi phục lại trạng thái bình thường tuy nhiên những cây hoa cao lớn kia vẫn còn tồn tại quả nhiên là như vậy kết hợp chân thức với huyển cảnh lại với nhau hơn nữa lại có độc hoa có thể kích phát dục vọng huyển cảnh này quả thực là không có chút sơ hở nào dịp trần không thể không âm thầm cảm khái một tiếng sau đó ngẩng đầu hướng về phía trước bước chân mà đi dọc theo đường núi lại đi về phía trước được khoảng mấy ngàn dặm đi tới bên bờ một cái dốc đứng mà ở hai bên vách núi, khi thì xuất hiện từng tòa sơn phong không khác gì mấy so với vách núi đứng im lăng ở trong mây mù, giống như từng hòn đảo bên trong đại dương. Diệp Trần dọc theo vách núi, lại đi đi về trước khoảng mấy trăm dặm. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một tiếng thở nhẹ. "Tiểu Trần." Diệp Trần nghe được giọng nói này, ngay lập tức sinh lòng cảnh giác, hơn nữa cảm thấy giọng nói này hết sức quen thuộc. "Tiểu Trần." Giọng nói càng lúc càng rõ ràng hơn dịp trần không thể không theo nơi phát ra tiếng kêu mà nhìn lại chỉ thấy ở trên một ngọn núi ngoài mấy chục thước bỗng nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc là gì lam và chị mạng hóa ra hai đạo thân ảnh này không phải là ai khác bỗng nhiên chính là hai mẹ con tô lam và tô mạng chỉ thấy hai người lúc này đang đứng ở trên một ngọn núi đối diện toàn thân trên dưới đều là vết máu nhìn qua rất chật vật mà ở dưới hai người thì là từng con yêu thú hình sói có thân hình khổng lồ đang nhe rặng trận mắt gầm thét bao vây hai người quanh ở đỉnh núi tiểu trần nhanh nhanh tới cứu chúng ta a à. tô mạng hướng về phía dịp trần lớn tiếng kêu khóc mặt mùi đầy vẻ sợ hãi mà tô lam thì cao giọng nói tiểu trần cháu tuyệt đối không nên tới đây cháu đánh không lại những con yêu thú này đâu cháu đi mau đi mau a à. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, Diệp Trần khẽ trao mày, chợt trực tiếp thu hồi ánh mắt, bước chân dưới chân không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Mọi thứ trước mắt đây nhìn như thực, quá thực, nhưng chung quy lại thì vẫn là giả. Diệp Trần có thể khẳng định, hai người Tô Lam và Tô Mạng vào lúc này chắc còn ở trên trái đất, làm sao có thể xuất hiện ở đây. Còn về tất cả những gì hắn nhìn thấy, hẳn là thông qua trí nhớ và ý thức của hắn, hình chiếu đi ra huyễn tượng, cho nên mới có thể trông rất thật như thế tô mạng kia nhìn thấy diệp trần không có ý định xuất thủ lập tức cuốn lên thay vào đó lại chửi ầm lên diệp trần ngươi được lắm mẹ ta nhọc nhằn khổ sơ nuôi ngươi không lớn không nghĩ tới vậy mà nuôi thành một con bạch nhãn lan ngươi thật sự là ngay cả súc sinh cũng không bằng mà trên khuôn mặt tô lam vẫn hiện ra đầy vẻ ân cần tiểu trần cháu làm đúng cháu nhanh chạy thoát thân đi thôi không cần phải để ý tới chúng ta tuy rằng hắn biết rõ mọi thứ ở đây đều chỉ là ảo giác nghe được tiếng mắng to của tô mạng còn có giọng nói đầy vẻ ân cần kia của tô lam ở sâu trong nội tâm của dịp trần vẫn là hơi có chút xúc động không thể không nói huyễn cảnh thế giới trước mắt này thực sự là quá lợi hại vậy mà có thể nhìn rõ chỗ yếu lòng của con người từ đó chế tạo ra huyễn cảnh tương ứng nếu như người nào không có tâm trí kiên định không cẩn thận sẽ dính vào huyễn cảnh mặc cho tô mạng tiếp tục lớn tiếng chửi rủa dịp trần không có để ý đến tiếp tục dọc theo đường núi phía trước mà tiến lên chẳng mấy chốc đằng sau lại truyền đến tiếng yêu thú cắn xé và tiếng kêu thảm thiết của hai mẹ con tô lan dịp trần buộc mình không được nghe dưới chân không tự chủ bước nhanh hơn cuối cùng sau khi bước đi qua được gần trăm dặm tiếng la hét thảm thiết vô cùng dậy vào kia cuối cùng đã hoàn toàn biến mất dịp trần âm thầm thở phào nhẹ nhõm sau đó lại tiếp tục đi về phía trước mấy ngàn dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái sơn cốc nhỏ. Miệng cố có một cái bia đá đứng im đó, ở trên bia đá khắc lấy ba chữ lớn có kim quang lóng lánh, thần binh cốc. Lúc này, giọng nói tuyên bố quy tắc kia đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Người vượt ải, chúc mừng ngươi xông qua ba cửa ải vừa rồi. Làm ban thưởng qua ải, ngươi có thể ở thần binh cốc tùy ý chọn lựa ba kiện pháp bảo. Diệp Trần nghe xong giọng nói này thì lông mày lập tức hơi nhíu lại. Ban thưởng qua ải. Không đúng rồi. Cuối cùng của tầng thứ 8 không phỉa là đại điện thời không sao. Từ nơi nào xuất hiện một cái thần binh cốc. Trong lông Diệp Trần âm thầm buồn bực, tuy nhiên phía trước không còn con đường nào khác, hắn cũng chỉ đành dọc theo đường núi bước vào thần binh cốc trước mắt. Thần binh cốc cũng không lớn, hai bên là vách núi hình vành khuyên, một cái đường núi thông suốt trước sau. Trong cốc không có vật gì, dường như cũng không có cái gì gọi là thần binh, duy chỉ có trên vách đá hai bên có từng cái sơn động đủ kích cỡ to nhỏ. Âm âm. Diệp Trần vừa mới bước vào trong sơn cốc, toàn bộ sơn cốc lập tức phát ra một trận rung động dữ dội giống như động đất. Ngay sau đó, sưu sưu sưu, từng luồng ánh sáng từ những hang động này thoát ra. Đây lại là từng kiện pháp bảo có các loại hình thù kỳ quái, có khoảng hơn trăm kiện, sau khi từ trong sơn động thoát ra liền lơ lửng ở trên không trung hai bên đường núi quả thực giống như một cái hội triển lãm pháp bảo cỡ lớn lại có nhiều pháp bảo như vậy hơn nữa dường như kém nhất cũng là tiên khí a diệp trần vừa sợ lại ngạc nhiên không tự chủ được mà chậm lại bước chân nhìn không được nhìn về hai hàng pháp bảo ở trên đánh giá vài lần lúc này giọng nói thần bí kia lại vang lên ở trong đầu diệp trần một lần nữa Ngươi vượt ải ngươi có thời gian một khắc đồng hồ có thể từ bên trong những pháp bảo ở trước mắt này tùy ý chọn ba cái đến làm ban thưởng qua ải của ngươi nhanh hành động đi nói thật nhìn thấy nhiều pháp bảo cấp bậc tiên khí ở trước mắt như vậy nếu như nói tuyệt không động tâm vậy khẳng định là không thể nào chỉ có điều sau khi trải qua ba cái khảo nghiệm huyễn cảnh trước đó dịp trận đối với tất cả mọi thứ nhìn thấy trước mắt đều đã ôm thái độ hoài nghi đương nhiên sẽ không tin tưởng một cách đơn giản như vậy Nói không chừng những gì ta đang nhìn thấy trước mắt cũng đều là giả. Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm ở trong lòng một câu, trực tiếp đi qua những pháp bảo trước mắt này, cũng không có đưa tay đi lấy. Chẳng mấy chốc, Diệp Trần dọc theo đường núi, đi lên phía trước được hơn mấy ngàn mét, đã đi tới vị trí giữa sơn cốc. Giọng nói thần bí kia lại vang lên lần nữa, thậm chí có chút gấp rút. Người vượt quan, thời gian của ngươi đã không còn nhiều lắm. Vì sao còn không chọn lựa pháp bảo? một khi hết thời gian thì coi như từ bỏ, ngươi cần phải biết rõ điều này. Dịp Trần nghe được điều này thì khóe miệng không thể không nhếch lên, càng thêm vững tin vào những gì hắn nhìn thấy, chắc cũng đều là ảo tưởng. Cửa khảo nghiệm thứ nhất là dũng khí đối mặt với sinh tử, cửa khảo nghiệm thứ hai là đối mặt với định lực đối với sắc đẹp, cửa khảo nghiệm thứ ba thì đối mặt với lý trí và tình cảm. Diệp Trần âm thầm tổng kết một phen về ba tầng huyễn cảnh đó gặp phải, lại liếc mắt nhìn hơn trăm kiện pháp bảo tiên khí ở xung quanh, thấp giọng lẩm bẩm nói: Xem ra ải này, có lẽ là khảo nghiệm đối với người vượt ải về tham niệm. Từ xưa tới nay, đối với tu chân giả mà nói, pháp bảo cao cấp có sức hấp dẫn thế nhưng là hơn cả sắc đẹp, quyền thế thậm chí là tình thân nếu không phải kiếp trước ta cũng coi như là được nhìn thấy rất nhiều pháp bảo thì chỉ sợ thật đúng là không nhìn được mà ngừng chân nhìn một chút a à. diệp trần không thể không lắc đầu không thèm để ý tới lời nhắc nhở của giọng nói thần bí kia tiếp tục rảo bước tiến về phía trước chỉ chốc lát mắt lập tức thấy sắp tới điểm cuối của thần binh cốc bỗng nhiên có một cái pháp bảo cách đó không xa ở phía trước đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của diệp trần đây là một cái gương đồng tràn ngập khí tức xưa cũ nhìn qua một mặt tự nhiên nhưng mơ hồ hiện ra khí tức thần bí khó mà diễn tả, lặng lẽ lơ lửng trong không trung cách Diệp Trần không xa. Nhìn thấy mặt gương đồng này, toàn thân Diệp Trần không thể không chấn động, trong nháy mắt vẻ mặt thay đổi, thất thanh nói. Nguy quan bảo giám. Hóa ra, gương đông mang phong cách cổ xưa trước mắt này, vậy mà so với nguy quan bảo giám trong trí nhớ của Diệp Trần quả thực giống nhau y như đúc, ngay cả khí tức đều không sai chút nào. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần không thể không nhớ tới tàn hồn của Hiên Nguyệt Ở dưới sự kích động Vô ý thức muốn đưa tay đi lấy Tuy nhiên Ngay tại lúc bàn tay của Diệp Trần sắp cầm Nguyệt Quang bảo giám kia vào trong tay Hắn bỗng nhiên lập tức tỉnh ngộ lại Vội vàng thu tay lại Trên lưng trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh Nguy hiểm thật Huyễn cảnh thiệt là lợi hại Vậy mà cũng biết được suy nghĩ trong lòng ta Hại ta suýt chút nữa thì bị mắc lừa Không nói đến nguyệt quan bảo giám thế nào cũng ở bên trong đại điện thời không không thể lại xuất hiện ở đây nguyệt quan bảo giám thế nhưng là thần khí vô thượng há lại có thể đạt được dễ dàng như vậy sau khi dịp trần tỉnh ngộ lại thì trực tiếp dịch chuyển ánh mắt ra khỏi hoàn toàn không thèm nhìn nó lại ngẩng đầu đi về phía trước theo dịp trần bước ra từ lối ra của thần binh cốc rầm rầm toàn bộ sơn cốc đằng sau tính cả vô số pháp bảo trong sơn cốc lập tức hóa thành một đoàn mây mù chẳng mấy chốc đã biến mất hoàn toàn không thấy dấu vết. Diệp Trần không thể không âm thầm may mắn một lần nữa, đồng thời lại buồn bực không thôi. Độ khó của khảo nghiệm tầng tinh vực thứ 8 này thậm chí vượt xa so với ba lần trải nghiệm trước đó của Diệp Trần ở kiếp trước. Nếu không phải hắn làm người hai đời, tâm trí gần như đã kiên định như bàn thạch, nói không chừng ngay cả ai thứ nhất cũng chưa chắc có thể thông qua. Chúc mừng ngươi, ngươi là người vượt ải đầu tiên thông qua khảo nghiệm tâm ma huyễn cảnh được một phần thưởng sau này ở bên trong hình thức hỗn chiến ngươi được hưởng quyền lợi được phục sinh một lần sau khi giọng nói lạnh lùng này rơi xuống diệp trần chỉ cảm thấy hoa mắt sau khi không gian xung quanh dao động một trận ngay sau đó đã xuất hiện ở trên một cái quảng trường rộng lớn mà ở chỗ cuối quảng trường thì có một tòa đại điện rộng lớn hùng vĩ đại điện thời không xem ra lần này chắc không phải là huyễn cảnh sau khi Diệp Trần quan sát hoàn cảnh xung quanh một phen thì không thể không thấp giọng lẩm bẩm nói: "Chỉ có điều, trong giọng nói lạnh lùng vừa rồi nói tới hỗn chiến, còn có cái gì mà quyền lợi một lần phục sinh, không biết lại là có cái ý tứ gì? Không phải là phải chờ tất cả người vượt ải, sau khi tề tự toàn bộ về đây còn phải tiến hành một trận đại hỗn chiến, người thắng lợi cuối cùng mới có thể tiến nhập vào bên trong đại điện thời không?" Sau khi Diệp Trần tự đánh giá một lát thì lông mày lập tức nhíu chặt lại. Nếu đúng như những gì hắn dự đoán, chờ đến bảy đại thiên kiêu khác tề tự một chỗ, hắn chắc chắn phải đối mặt với sự vây công của đám người tuyệt vô địch. Tuy rằng bốn tầng khảo nghiệm huyễn cảnh trước đó có rất nhiều nguy hiểm, thế nhưng là bảy vị kia dù sao cũng đều là tuyệt đại thiên kiêu, khả năng vượt ái thành công vẫn tương đối cao, quả thật lần mê la tinh hải mở ra này không giống với bất kỳ lần nào mà Diệp Trần đã tham gia. Ngay vào lúc Diệp Trần đang âm thầm suy nghĩ. Rầm rầm. Sau đó thì không gian cách đó không xa lắc lư một trận, sau đó lại có một bóng người đã xuất hiện ở trên quảng trường. Chỉ thấy người này có thân hình cao lớn, khí chất phóng khoáng, bỗng nhiên chính là người đứng đầu bản thiên kiêu, Long Thần. Diệp Trần nhìn thấy Long Thần, Long Thần tự nhiên cũng phát hiện Diệp Trần. Sắc mặt của Long Thần đầu tiên là hơi đổi, chợt hiện ra nụ cười ấm áp, nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Huynh đệ quả nhiên là thâm tàn bất lộ. Bội phục bội phục giọng điệu của long thần lần này tuy rằng hoàn toàn không có ôn hòa như trước đây thế nhưng dịp trận lại có thể phát hiện biến hóa rất nhỏ trong đó chân mày không thể không nhíu chặt lại rất rõ ràng long thần đã nổi lên lòng kiên kỵ đối với hắn lại thêm mấy người tuyệt vô địch đối đầu với hắn ra một khi xảy ra hỗn chiến hắn chắc chắn là người đầu tiên bị vây công cục diện mà hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng sắp xảy ra thời gian đang trôi qua từng chút từng chút một phong ấn trong đan điền vẫn không có dấu hiệu được hóa giải phong ấn tu vi diệp trần đình trệ ở cảnh giới nguyên anh đỉnh phong căn bản là không có cách nào tăng lên rất rõ ràng ở trong tầng tinh vực thứ 8, tu vi của tất cả mọi người hẳn là đều bị áp chế ở dưới cảnh giới hóa thần xem ra chỉ có đặt hy vọng ở trên việc lĩnh hội vô vọng kiếm trong lòng diệp trần âm thầm lẩm bẩm một câu sau đó tâm niệm vừa động ông thanh vô vọng kiếm kia trong suốt không màu lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay Diệp Trần. Nơi xa Long Thần cũng đã ngồi xếp bằng xuống, cảm ứng được động tĩnh bên này, không thể không quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh hãi. Ở bên trong mê la tinh hải là không cách nào sử dụng pháp bảo, đây là bình thường. Diệp Trần thế mà có thể triệu hồi ra một thanh kiếm thì tự nhiên làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên, sau khi hắn suy đi tính lại rõ ràng một phen cũng không có phát hiện linh lực ba động phía trên vô vọng kiếm thì Long Mày lập tức càng nhíu chặt hơn. Chỉ là một thanh phàm kiếm bình thường thôi sao? Trong lòng Long thần càng thêm tò mò, nhiều lần há to miệng, không nhịn được muốn hỏi thăm, thế nhưng vừa nghĩ tới quan hệ vi diệu của hai người bây giờ, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng, nhưng trong lòng đã âm thầm cảnh giác lên. Diệp Trần cẩn thận nghiên cứu một lúc lâu, vẫn như cũ không thể nghiên cứu ra cách dùng vô vọng kiếm đành phải thu hồi vào trong đan điền. Đúng lúc này. Oanh! Không gian bỗng nhiên lắc lư một trận, lại có một bóng người từ trong hư không chui ra, rơi vào trên quảng trường, hiển nhiên lại có người xông qua khảo nghiệm huyễn cảnh. Diệp Trần không thể không dương mắt lên nhìn, lập tức hơi sững sờ, người thứ ba xông qua khảo nghiệm huyễn cảnh này lại là đệ tử của vô cực tông người trước đó đạt được bài danh thứ tám, dịch bạch. Không chỉ Diệp Trần rất là ngoại ý muốn, ngay cả long thần ở một bên hiển nhiên cũng không nghĩ tới thế mà lại là người này lại là người thứ ba xông qua khảo nghiệm huyễn cảnh bốn tầng huyễn cảnh trước đó khảo nghiệm là tâm tính của người vượt ải bởi vậy đó có thể thấy được tu vi của người này có lẽ không bằng mấy người vân phá thiên thế nhưng là tâm tính cực kỳ ghê gớm dịch bạch sư đệ nhất phi trùng thiên thật đáng mừng sau khi long thần hơi kinh ngạc thì lập tức mỉm cười mở miệng nói vẫn hoàn toàn ôn tồn lễ độ như trước đây dịch bạch mỉm cười một mặt khiêm tốn nói tiểu tử chẳng qua là có vận khí tốt thôi long sư huynh mới lợi hại thật sự sau khi hàn huyên với long thần một lúc ánh mắt dịch bạch nhìn qua trên thân diệp trần mà không bỏ lỡ bất kỳ dấu vết nào sau đó tìm một vị trí ngồi xuống lại qua một lát oanh không gian lắc lư một trận nữa lại có một bóng người từ trong hư không chui ra đây là người thứ tư xông qua khảo nghiệm huyễn cảnh bỗng nhiên chính là vân phá thiên ánh mắt của vân phá thiên quét qua đầu tiên lúc nhìn thấy dịp trần thì hiện ra vẻ ghen ghét chờ nhìn thấy dịch bạch ở một bên thì sắc mặt lập tức thay đổi lớn sau đó thì cười lạnh nói dịch sư đệ quả nhiên là thâm tàn bất lộ a à? sư huynh ta đây đều mặc cảm không bằng nữa nha dịch bạch nghe được lời này của vân phá thiên thì sắc mặt cũng hơi đổi một chút đồng thời nhanh chóng từ dưới đất đứng lên nhìn về phía vân phá thiên rất cung kính thi lễ một cái nói vân sư huynh quá khen tiểu đệ tiểu đệ chẳng qua là vận khí tốt cho nên mới có thể may mắn qua ải sao dám đánh đồng với vân sư huynh dịp trần thấy thế thì lông mày không thể không hơi nhíu rất rõ ràng hai người vân phá thiên và dịch bạch này tuy rằng đều là đệ tử của vô cực tông thế nhưng quan hệ của hai người dường như cũng không có tốt như vậy có lẽ hắn có thể lợi dụng điểm này dùng dịch bạch này đến kiếm chế vân phá thiên lại như vậy hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận mà ngay vào lúc dịp trần âm thầm suy tính oanh oanh không gian lắc lư liên tiếp hai lần lại có hai đạo nhân ảnh gần như cùng lúc lách mình từ bên trong hư không mà ra đây là một nam một nữ nam rõ ràng là yến cuồng sinh mà nữ thì là lạc huyền băng chỉ có điều sắc mặt của lạc huyền băng rõ ràng có chút tái nhợt trạng thái dường như cũng không quá tốt nhìn thấy lạc huyền băng dịp trần không tự chủ được mà nghĩ tới trước đó ở trong ảo cảnh thứ hai xảy ra cảnh tượng kia lập tức không thể không mặc mo đỏ ửng mà lúc này ánh mắt của lạc huyền băng vừa lúc cũng ném tới hai người bốn mắt nhìn nhau dịp trần vậy mà từ bên trong đôi mắt đẹp của lạc huyền băng thấy được vẻ u oán tuy nhiên chẳng mấy chốc lạc huyền băng dịch chuyển ảnh mắt đi sau đó dường như muốn kéo dài khoảng cách với dịp trần đi đến tới vị trí một nơi xa xa trên quảng trường hơn nữa đưa lưng về phía dịp trần Ai? Diệp Trần thấy cảnh này không thể không yếu ớt thở dài một hơi. Hắn vốn còn muốn tranh thủ liên minh cùng với Lạc Huyền băng đến ứng đối hỗn chiến, xem ra tấm cảnh tượng bây giờ sợ là không thể trông cậy vào. Chẳng lẽ tâm ma của nữ nhân này đúng là ta hay sao? Không phải vậy vì sao phải trốn tránh ta? Trong lòng Diệp Trần âm thầm buồn bực, càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực. Theo lý thuyết thì hai người mới quen nhau không lâu, coi như trước đó xảy ra một chút mập mờ nhỏ, cũng không đến nỗi dẫn đến tình trạng đối với hắn tránh xa như rắc rết chứ. Ngay vào lúc trong lòng Diệp Trần đang nghĩ ngợi. Oanh! Oanh! Lại có hai cái bóng người từ trong hư không chui ra. Hai người cuối cùng là tuyệt vô địch và phong hoa vũ cũng đến. Đến tận đây, toàn bộ tám người đều đã thông qua khảo nghiệm huyễn cảnh, vậy mà không có người nào bị đào thải. Sắc mặt Diệp Trần lập tức trở nên có chút ngưng trọng, những người trước mắt này không hổ đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu của tu chân giới, vậy mà toàn bộ đều đã thông qua được khảo nghiệm huyễn cảnh hà khắc như vậy. Sau khi hai người vượt ải cuối cùng đến, ông ông ông, tòa đại điện rộng lớn ở phía cuối quảng trường kia bỗng nhiên đung đưa kịch liệt. Sau đó, một đạo ánh sáng trắng hiện lên, cung điện phía trên kia xuất hiện một bóng mờ hình ông lão mặc áo bào trắng. Đầu tiên, chúc mừng các vị thông qua khảo nghiệm về tâm tính trước đó sau khi ông lão áo bào trắng kia xuất hiện liếc mắt quét trên thân tám người thì nhẹ gật đầu tiếp tục chậm rãi nói tòa cung điện ở trước mắt các ngươi này tên là đại điện thời không cũng là điểm cuối cùng của mê la tinh hải đại điện thời không có tổng cộng ba cái cửa vào phân biện là thiên địa nhân cho nên trong tám người các ngươi cuối cùng chỉ có ba người có thể tiến vào tòa đại điện thời không này sau khi lời nói của ông lão rơi xuống tòa cung điện rộng lớn phía trên kia quả nhiên xuất hiện ba cái cửa vào ông lão áo bào trắng dừng lại một chút rồi lại nói tiếp về phần quy tắc loại bỏ đào thải hết sức đơn giản từ giờ trở đi tám người các ngươi tiến hành hỗn chiến không quy tắc thẳng đến còn lại ba người cuối cùng mới thôi nói xong lời này ông lão áo bào trắng kia thuận tay vung lên rầm rầm mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt cảnh tượng xung quanh lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất quảng trường dưới chân mọi người không thấy đâu nữa, thay vào đó là biến thành từ dây xích sắt to lớn, hơn nữa rắc rối phức tạp thông tới trong sương mù phía xa xa. Mà ở dưới những xích sắt này thì là một mảnh biển lửa có dung nham nóng chảy không nhìn thấy điểm cuối, mọi người giống như lập tức rơi vào trong tu la địa ngục trận. Nhớ rõ, quy tắc ở ải này là không có quy tắc. Vô luận các ngươi sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, bên trong 8 người các ngươi cuối cùng chỉ có thể có 3 người tiến vào đại điện thời không sau khi giọng nói của ông lão áo bào trắng chậm rãi vang lên một lần nữa thì tất cả tám người đều ngây ngẩn cả người qua một lúc lâu thì mới phản ứng lại vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng hỗn chiến không quy tắc tám người chỉ có ba người tiến vào con mẹ nó cái này phải đánh như thế nào trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngây ngẩn ở chỗ đó toàn bộ tràn diện lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh ở dưới loại quy tắc này Vô luận là ai đồng thủ trước khẳng định sẽ bị thua thiệt nhất, trước tiên chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, tốt nhất là chờ người khác đánh trước, sau đó ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nhưng vấn đề là, tất cả mọi người không có ai là người ngu, có thể đi tới một bước này đều là nhân trung Long Phượng, tự nhiên có thể thấy được mặt lợi và hại trong đó, ai cũng không bằng lòng làm con chim đầu đàn này. Lúc mọi người ở đây dặn co không xong thì Tuyệt Vô Địch bỗng nhiên mở miệng. Các vị chúng ta cứ dằn có mãi như vậy cũng không phải biện pháp tốt không bằng chúng ta dùng phương pháp bài trừ trước đá một số người không nên ở lại nơi này ra ngoài đi đã sau đó lại tranh nhau ba cái danh ngạch kia các vị nghĩ như thế nào cùng lúc tuyệt vô địch nói ra lời này hai người vân phá thiên và yến cuồng sinh nháy mắt với nhau cái sau lập tức hiểu ý không thể không nhìn nhau cười một tiếng yến cuồng sinh trước tiên mở miệng nói tuyệt sư để nói có lý Trước đá một số thực lực rõ ràng tương đối yếu kém ra đi Những người còn lại lại cạnh tranh công bằng Đây cũng có thể coi là một biện pháp tốt Yến Cùng xin nói xong thì Vân Phá Thiên lập tức tiếp lời nói Bên trong những người chúng ta Nếu bàn về thực lực thì tự nhiên lấy Long Lão Đại là mạnh nhất Cái danh ngạch này chắc hẳn mọi người có lẽ đều không có ý kiến gì đi Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại Trong những người như chúng ta Người nào đó hình như ngay cả cảnh giới hóa thần cũng không phải a. À. Cùng lúc Vân Phá Thiên nói ra lời này thì một mắt vẽ đâm chiêu nhìn về phía Diệp Trần, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Mấy người còn lại nghe được lời này của ba người tuyệt vô địch, biết ba người rõ ràng là đằng nhầm vào Diệp Trần, lập tức thi nhau suy nghĩ, tuy nhiên cũng không có người mở miệng chất vấn, ngay cả Long Thần trước đó luôn tự cho mình là chính nghĩa cũng im lặng không nói, ngược lại bên trong đôi mắt hiện ra vẻ vui mừng. Duy chỉ có Lạc Huyền băng há to miệng, Tuy nhiên lời đến khóa miệng cuối cùng lại rõ ràng nuốt trở vào. Thật ra thì tất cả mọi người hiểu rõ, thế này sao lại là bài trừ yếu nhất, rõ ràng chính là bài trừ mạnh nhất. Hơn nữa, Vân Phá Thiên giả hoạt ở chỗ, hắn đầu tiên thừa nhận Long thần lão đại là mạnh nhất cứ như vậy, Long thần chắc chắn sẽ không phản đối. Thấy mấy người tuyệt vô địch không có ai phản bác thì khóe miệng lập tức hơi nhếch lên, lại nói tiếp. Tất cả mọi người đã không có ý kiến, Vậy chúng ta trước hết mời những người rõ ràng không cùng một cái cấp bậc với chúng ta ra ngoài trước. Nói đến đây, Tuyệt Vô Địch giống như cười mà không phải cười nhìn qua Diệp Trần, lạnh lùng nói: "Tiểu tử họ Diệp, ngươi là tự mình cút ra ngoài, hay là để chúng ta xuất thủ?" Diệp Trần sớm đoán được cực diện này cũng là một chút cảm thấy ngạc nhiên cũng không có, cười lạnh nói: "Để cho ta rời đi cũng được, vậy phải xem xem các ngươi có bản lĩnh này hay không?" tuy rằng biết rõ ba người tuyệt vô địch vân phá thiên và yến cùng sinh cùng nhau hy vọng thắng lợi của hắn không lớn thế nhưng là đã đến mức độ này rồi hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy mà từ bỏ muốn chết tuyệt vô địch hết lớn một tiếng trực tiếp tung người nhảy lên bay nhào về phía diệp trần âm âm cả người tuyệt vô địch ở trên không trung trực tiếp diêu không tung ra một quyền một đạo quyền ảnh to lớn giống như một ngọn núi hướng diệp trần hung hăng giáng xuống Tu vi của tuyệt vô địch lúc này thế mà cũng đã khôi phục tới cảnh giới nguyên anh đỉnh phong. Rất rõ ràng, tuy nói là hỗn chiến không quy tắc, nhưng tu vi của tất cả mọi người đều bị hạn chế ở cảnh giới giống nhau, đây cũng là một sự công bằng trong ngụy trang đi. Diệp Trần trước đó cố gắng tu luyện, vốn còn muốn lợi dụng ưu thế về tu vi đến chống lại ba người tuyệt vô địch vây công, bây giờ xem ra kế hoạch này cũng đã thất bại. Mà tuyệt vô địch này cũng không hổ là thiên tài kiệt xuất nhất của kình thương tông, tuy rằng tu vi bị áp chế ở cảnh giới nguyên anh đỉnh phong nhưng uy lực của một quyền này cho dù là hóa thần thiên quân bình thường cũng khó có thể ngăn cản nếu không phải như vậy tuyệt vô địch cũng không dám đột nhiên gây rắc rối với diệp trần chỉ có điều đối với diệp trần mà nói vẻn vẹn chí có một mình tuyệt vô địch còn chưa đủ cấu thành uy hiếp đối với hắn diệp trần bước ra một bước ngay lập tức cũng đánh một quyền ra ngoài âm âm Hao đạo quyền ảnh to lớn ở trên không trung hung hăng va chạm vào nhau. ầm, cả người tuyệt vô địch lập tức bay ngược ra đằng sau, lại bị một quyền này của Diệp Trần đánh lui tới hơn mấy chục mét. Nhìn thấy kết quả trước mắt này, ngay cả Diệp Trần trong lúc nhất thời cũng đối với kết quả này cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng, tu vi cảnh giới của hai người lúc này giống nhau, nếu như đơn đã độc đấu, Diệp Trần có 100% tự tin có thể đánh bại tuyệt vô địch. Thế nhưng là một quyền kia vừa rồi của hắn thật ra thì chỉ dùng 4, 5 phần 10 công lực, dựa theo lý thuyết thì tuyệt vô địch không thể bại nhanh như vậy mới đúng, vì sao không chịu được một kích như thế. Hắn là giả vờ. Diệp Trần rất nhanh đã hiểu ra. Tuy rằng mặt ngoài tuyệt vô địch nói, muốn đào thỉ người có thực lực yếu nhất trước, nhưng kỳ thật tất cả mọi người đều đã hiểu rõ ở trong lòng. Bây giờ dưới loại cục diện này, chỉ có người có thực lực càng mạnh mới sẽ bị mấy người khác kiên kỵ. Mọi người chính là bởi vì biểu hiện kinh diễm trước đó của Diệp Trần cho nên kiên kỵ với thực lực của hắn, cho nên mới ngầm thừa nhận phương án của tuyệt vô địch. Nếu như thực lực của Diệp Trần không có mạnh như vậy thì mọi người ngược lại chẳng thèm phải làm như vậy. Quả nhiên, mấy người còn lại nhìn thấy một quyền của Diệp Trần đã đánh lui được tuyệt vô địch thì trên khuôn mặt của mỗi người đều hiện ra vẻ càng ngày càng kiên dè. Vân Sư Huynh Yến Sư Huynh Xuất thủ một lượt đi sau khi tuyệt vô địch bại lui thì lập tức hướng về phía Vân Phá Thiên và Yến Cùng Sinh hô to một tiếng. Tốt! Vân Phá Thiên và Yến Cùng Sinh cũng hiểu rõ, bây giờ bọn họ đã vạch mặt với Diệp Trần, nếu như không nhanh chóng diệt trừ đi cái tai họa này thì chắc chắn sẽ hậu hoạn vô cùng, cho nên giờ phút này cũng không thèm để ý tới thể diện, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ đối với Diệp Trần. Oanh! 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 Tam đại thiên kiêu phân biệt từ ba phương hướng vây công về phía Diệp Trần mà tới. Sắc mặt của Diệp Trần cũng lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì bên trong mê la tinh hải không thể sử dụng pháp bảo, cho nên tam đại thiên kiêu chỉ có thể dùng quyền pháp và trưởng pháp công kích, quy lực cũng không tính là quá mạnh. Thế nhưng là, Diệp Trần cũng tương tự không cách nào sử dụng pháp bảo, lấy một địch ba, gần như không có bất kỳ phần thắng nào. Rầm rầm rầm. Chớp mắt một cái, Bốn người đã giao thủ được hơn 10 chiêu, những cái xích sắt to lớn kia cũng không biết bị chặt đứt bao nhiêu cái, tính cả toàn bộ không gian cũng lắc lư không ngừng, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bành Diệp Trần lấy một địch ba, hơn nữa đối mặt với ba vị còn lại đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu của tu chân giới, dần dần lập tức đã rơi vào thế hạ phong, sơ sẩy một cái, thì sau lưng lại bị một quyền của tuyệt vô địch đập trúng. Phốc Diệp Trần lập tức phun ra một ngụm máu lớn, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, trọn vẹn liên tiếp lùi lại đến hơn mấy ngàn mét trên một cái xích sắt, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Ha 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 ha. Sau khi Diệp Trần đứng vững thân hình, vụt vết máu ở khóa miệng một cái, ngược lại cười lên ha hả. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Sắp chết đến nơi rồi, ngươi thế mà còn cười được. Ba người tuyệt vô địch chẳng mấy chốc lại đuổi theo, vây quanh Diệp Trần vào giữa một lần nữa. Ba người bọn họ đối phó một mình Diệp Trần có thể nói là vững vàng chiếm thượng phong, cũng không vội vàng liều mạng với Diệp Trần. Huống chi, nếu như bọn họ tiêu hao quá lớn, khó tránh khỏi cho những người khác lợi dụng thời cơ. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thì bọn họ cũng sẽ không có thực sự liều mạng với Diệp Trần. Diệp Trần lại cười ha ha một tiếng nữa, một mặt dễu cợt nói. Ta cười mưu kế các ngươi tính toàn tường tận, cũng chẳng qua chỉ là mây áo cưới cho người khác mà thôi. Trong các ngươi vô luận ai bị thương cũng sẽ trở thành đối tượng ưu tiên được loại bỏ của những người khác. Cho nên căn bản không dám lấy mệnh ra chiến với ta. Mà ta đã chắc chắn sẽ bị đào thải, ít nhất cũng phải kéo theo một cái để đệm lưng mới được. Lời này của Diệp Trần vừa nói ra thì vừa vặn đánh trúng vào chỗ uy hiếp của ba người, sắc mặt của ba người tuyệt vô địch lập tức thi nhau thay đổi. Cục diện trước mắt này quả thật là bất luận kẻ nào cũng không thể tin tưởng, chỉ có dựa vào chính mình. Nếu như một khi bọn họ bị thương, sau đó sẽ trở nên vô cùng bị động. Trong lúc nhất thời, ba người ở dưới những lời này của Diệp Trần vậy mà tất cả đều ngây ngẩn cả người, ai cũng không muốn lại chủ động xuất thủ. Diệp Trần thấy đã trấn trụ được ba người, khóe miệng không thể không hơi nhếch lên, thừa dịp ba người còn chưa kịp phản ứng, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, thi triển ra thần thông Súc Địa Thành Thốn, nhanh như chớp vọt tới trước mặt Tuyệt Vô Địch cách mình gần nhất dịp trần quát lớn một tiếng sát ý trên người bừng bừng tay nắm thành đao mang theo khí tức hủy diệt kinh thiên hướng về phía đỉnh đầu tuyệt vô địch hung hăng chém xuống tới ngay vào lúc dịp trần vừa mới bại lui hắn cũng đã lặng lẽ sử dụng bí thuật nghịch sinh bách chuyển chẳng những chữa trị thương thế trong cơ thể hơn nữa điều chỉnh trạng thái của mình đến mạnh nhất chỉ vì một kích tuyệt mệnh này tuyệt vô địch hiển nhiên không nghĩ tới dịp trần thế mà còn có chỗ bảo lưu sắc mặt lập tức thay đổi hoàn toàn vội vàng nhanh chóng lui lại. Tuy nhiên, một kích mưu đồ đã lâu này của Diệp Trần thì làm sao có thể dễ dàng tránh thoát như vậy? Rơi vào đường cùng tuyệt vô địch nắm tay lại, nhanh chóng dùng chân nguyên ngưng tụ ra một cây trường thương màu vàng kim ngăn cản đi lên. Oanh! Khí tức của Diệp Trần lúc này tăng vọt, lại thêm đau khí đã mang theo một tia hủy diệt pháp tắc, hung hăng đánh trúng ở trên thương ảnh màu vàng kim của tuyệt vô địch, cái sau thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng không có ngăn cản được, trong nháy mắt vỡ vụn ra không tuyệt vô địch lập tức không cam lòng rống lớn một tiếng hắn làm sao cũng không nghĩ tới thực lực của dịp trần thế mà cường đại tới tình trạng như thế cho dù là tu vi của hắn bị áp chế ở cảnh giới nguyên anh đỉnh phong cũng không thể bại thê thảm tới như vậy chứ a à. tuyệt vô địch khó có thể tin vô cùng không cam tâm thế nhưng là sự thật bậy ra ở trước mắt lại không phải do hắn không tin khanh sau khi thương ảnh màu vàng kim bị đao khí hủy diệt chém nát cuối cùng vẫn hung hăng chém xuống dưới tuyệt vô địch chỉ kịp hơi hơi nghiêng thân cuối cùng đao khí rơi vào trên đầu vai của hắn nhưng là vượt quá ngoài ý liệu của dịp trần cái một kích trí mạng trải qua tính toán tinh vi này thế mà không thể chém tuyệt vô địch thành hai khúc dường như bị thứ gì đó cản lại chỉ là sau khi phun ra một ngụm máu tươi thì bay ngược ra ngoài lại là pháp y cấp bậc tiên khí sao Quả nhiên những nhân vật thiên tài xuất thân từ thế lực lớn này đều không dễ dàng giết chết như vậy a. À. Diệp Trần không thể không âm thầm cảm khái một câu, Đao khí hủy diệt của hắn tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng không phải là dùng diệt thế ma đao thi triển ra, quy lực bị suy giảm rất lớn, bằng không cho dù trên người đối phương mặc được pháp y tiên khí thì đã bị hắn oanh thành thịt vụn từ lâu rồi. Dù vậy, Tuyệt Vô Địch lập tức cảm nhận xương cốt ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều nhanh muốn gãy ra từng mảnh. Hơn nữa còn mơ hồ cảm nhận được một đào tràn ngập khí tức hủy diệt đã xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Mà lúc này, sau dịp trần chuẩn bị xuất ra một kích thì lại đuổi theo như bóng với hình. Về phần hai người vân phá thiên và yến cùng sinh hiển nhiên cũng không nghĩ tới, dịp trần vốn còn đang ở thế yếu, đột nhiên lập tức đại phát thần uy, chờ khi bọn hắn phản ứng lại, lúc muốn tiến lên hỗ trợ tuyệt vô địch thì lúc đó rõ ràng là đã chậm mất rồi. Oanh! đau khí cường hãn tràn ngập khí tức hủy diệt kia lần nữa bổ xuống dưới tuyệt vô địch lập tức hoàn toàn tuyệt vọng cho dù hắn có mang theo pháp y tiên khí thì cũng tuyệt đối không gánh được một đau trước mắt này lui lại một bước để mà nói cho dù hắn chặn được một đau kia của dịp trần thì bây giờ bản thân hắn đã bị trọng thương cũng vô lực tranh hùng với thiêu kiêu khác không tuyệt vô địch dưới sự bất lực mặt mũi đầy vẻ không trăm lòng trống lớn một tiếng đồng thời nhanh chóng bóp nát ngọc giản truyền tống của chính mình. Răng rắc. Cùng lúc đao khí hủy diệt rơi xuống, quanh thân tuyệt vô địch xuất hiện một đoàn lực lượng quy tắc bảo vệ hắn. Chợt, bóng dáng tuyệt vô địch ở bên trong đoàn lực lượng quy tắc bao bọc kia bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Họ dịp. Xem như ngươi lợi hại. Tuy nhiên ta sẽ ở bên ngoài chờ lấy ngươi. Tại trước khi bị lực lượng quy tắc truyền tống rời đi, tuyệt vô địch đóng lớn một tiếng nữa, Bên trong đôi mắt hiện ra hận ý nồng đầm. Đáng tiếc. Diệp Trần cũng không nghĩ tới, tuyệt vô địch thế mà quả quyết quyết tuyệt như vậy, không do dự chút nào bóp nát ngọc giảng truyền tống, không thể không âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Giống tuyệt vô địch dạng tuyệt đại thiên kiêu này, nếu như không thể một lần hành động giết chết, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Mặc dù là như thế, sáu người khác thấy cảnh này thì lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, Diệp Trần đối mặt với sự vây công của Tam Đại Thiên Kiêu, chẳng những có thể kiên trì đến bây giờ, ngược lại loại bỏ được tuyệt vô địch. Vân Phá Thiên và Yến Cùng Sinh vốn là còn dự định tiến lên vây công, lập tức không hẹn mà cùng dừng lại bước chân. Ý định phối hợp cùng nhau của ba người bọn họ trước đó cũng không thể đánh bại Diệp Trần, bây giờ chỉ còn lại có hai người bọn họ, ai đào thải ai còn thật cũng chưa biết. Tiếp theo tới lượt của các ngươi. Diệp Trần lại lau vết máu trên khóe miệng, sau khi cười lạnh vậy mà chủ động lao tới. Oanh! Diệp Trần khóa chặt Vân Phá Thiên, lần nữa tế ra đao khí hủy diệt, hung hăng đánh xuống dưới. Vân Phá Thiên lập tức hoảng hốt, cũng may hắn sớm đã sinh ra lòng cảnh giác, cho nên có chỗ phòng bị, đầu tiên đã nhanh chóng lùi lại, đồng thời hướng về phía dịch bạch sư đệ đồng môn ở đằng xa, cao giọng nói. Dịch sư đệ! Mau tới giúp ta! Dịch bạch khẽ châu mày, rõ ràng có chút không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn kiên trì vọt lên mà yến cuồng sinh ở một bên thấy thế hơi chần chờ một chút dường như cảm thấy vân phá thiên một khi thất bại thì mục tiêu kế tiếp của diệp trần chắc chắn sẽ chính là hắn cho nên cũng nhanh chóng gia nhập cuộc chiến kết quả là diệp trần lại một lần nữa trở thành cục diện lấy một địch ba chỉ có điều bây giờ đã không còn bảo lưu thực lực diệp trần đã lấy ra hết ác chủ bài ngược lại miễn cưỡng đánh với ba người hình thành trận địa lực lượng ngang nhau Rầm, rầm, rầm. chỉ chớp mắt bốn người đã giao thủ được mấy trăm chiêu để dịp trần không có nghĩ tới là thực lực của dịch bạch này thế mà cũng không kém tuyệt vô địch một chút nào hơn nữa lại càng thêm xảo quyệt lại thêm vết xe đổ của tuyệt vô địch trước đó vân phá thiên và yến Cùng sinh rõ ràng cũng đã cẩn thận hơn rất nhiều để dịp trần căn bản không tìm thấy cơ hội tiêu diệt từng bộ phận tình thế bắt đầu đối với hắn càng ngày càng bất lợi bỗng nhiên vân phá thiên tìm tới một cơ hội vây quanh sau lưng diệp trần hai tay kết xuất từng đạo ấn kết kỳ quái hai tay vậy mà biến thành màu đỏ thắm quỷ dị đồng thời bên trong đôi mắt hiện lên vẻ âm độc nồng đậm tiểu tử hôm nay sẽ để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của sâm la truy hồn thủ của vô cực tông ta sau khi vân phá thiên hét lớn một tiếng hai bàn tay bỗng nhiên dài ra sau đó mười ngón tay kia vậy mà hóa thành tồn tại giống như xiềng xích bắn tới diệp trần diệp trần cẩn thận đằng sau nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to cấp thiết bên trong giọng nói hiện ra vẻ vô cùng lo lắng diệp trần lắng nghe cẩn thận đầy lạc giọng nói của lạc huyền băng ta đã nói rồi nữ nhân này tuy rằng lạnh như băng nhưng tuyệt đối không phải là một người tuyệt tình trong lòng diệp trần cảm thấy ấm áp tuy nhiên chẳng mấy chốc lại cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ cường đại sưu 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 mười ngón tay của vân phá thiên biến thành mười cái xiềng xích đã như là linh xà cuốn quanh đến trên người của hắn. Xì xì xì. Mười cái xiềng xích kia cuốn quanh ở trên người Diệp Trần, trong nháy mắt rơi vào bên trong da thịt của hắn. Diệp Trần đang định gắn sức tránh thoát lại bỗng nhiên cảm thấy được toàn thân trên dưới bụng rủng một trận, thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị một cổ lực lương vô hình công kích một cách điên cuồng. Vậy mà có thể trực tiếp công kích thần hồn của người, võ kỹ chiêu thức thật quỷ dị. Diệp Trần lập tức rất là chấn kinh. Mà cùng lúc đó, nhìn thấy Diệp Trần đã bị xâm la truy hồn thủ của Vân Phá Thiên khống chế lại, một bên Yến Cùng Sinh và Dịch Bạch lúc này nắm lấy cơ hội xông lên, riêng phần mình thi triển ra tuyệt kỹ của mình, hướng Diệp Trần vây công mà tới. Diệp Trần đã vô ý bị một chiêu xâm la truy hồn thủ khóa lại, trong lúc nhất thời không thể động đậy, đối mặt với sự công kích của hai người Yến Cùng Sinh và Dịch Bạch, căn bản không kịp tránh né, cũng không kịp ngăn cản. Ngay vào lúc Diệp Trần vô cùng nguy cấp, Oanh! trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm mang màu băng lam trực tiếp thay dịp trần chặn lại một kích này người xuất thủ này bỗng nhiên chính là lạc huyền băng vân phá thiên nhìn thấy lạc huyền băng đột nhiên nhúng tay con ngươi lập tức hơi co rụt lại chợt lại hướng về phía long thần ở xa xa cao giọng nói long lão đại chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không xuất thủ sao tốt long thần chỉ là hơi do dự một lát thân thể hơi trao đảo một cái cuối cùng ngăn ở trước mặt Lạc Huyền Băng. Hắn thật ra đã sớm nhìn ra được, Diệp Trần và Lạc Huyền Băng có quan hệ không tầm thường, nếu như để hai người kia thắng, khó đảm bảo sẽ không liên hợp lại đối phó hắn, đến lúc đó hắn coi như nguy hiểm. Huyền Băng tiên tử, ta đến lãnh giáo tuyệt tình kiếm đạo của ngươi một chút. Long thần hét lớn một tiếng đồng thời ngay lập tức hướng Lạc Huyền Băng nghênh đón tiếp lấy. Hư! Lạc Huyền Băng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, thao túng kiếm khí bén nhọn cùng chiến với long thần. Rầm rầm rầm. Chớp mắt một cái, hai người cũng đã giao thủ mấy chiêu, thực lực của Lạc Huyền băng vốn không bằng long thần, huống chi bây giờ tuyệt tình chi đạo của nàng đã bị dao động, tự nhiên càng không phải đối thủ, chẳng mấy chốc đã có xu thế bại lui. Mà đổi thành ra một bên. Yến Cùng Sinh và Dịch Bạch, sau khi bị kiếm khí của Lạc Huyền băng bức lui thì đã lao tới lần nữa. Cũng may lúc này Diệp Trần cũng đã phản ứng lại, Tâm niệm hơi động một chút. Hạo Thiên Kính. Oanh. Hạo Thiên Kính trong nháy mắt che lại thức hải của Diệp Trần, khiến công kích thần hồn của Vân Phá Thiên hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ngay sau đó, lần nữa quát lớn một tiếng. Ngũ mũi chân hỏa. Oanh. Trên dưới quanh người lập tức được một đạo hỏa diễm màu đỏ tươi bao vây lấy. A. À. Vân Phá Thiên lập tức phát ra một tiếng kêu thảm mười ngón tay biến thành xiềng xích kia trong nháy mắt bị ngủ mũi chân hỏa đốt cháy hết sạch. Tiểu tử, ta muốn làm thịt ngươi. Sâm la tuy hồn thủ của vân phá thiên bị dịp trần phá, rơi vào một cổ lực phản cực mạnh, lập tức vừa sợ vừa giận vừa hận, nhìn không được hướng về phía yến cùng sinh và dịch bạch cuồng hống nói. Yến lão đệ, dịch sư đệ, các ngươi nếu như không xuất ra thủ đoạn cuối cùng, chúng ta chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Yến Cuồng Sinh và Dịch Bạch nghe được điều này, tất cả lập tức đều biến sắc, thi nhau hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Ba người bọn họ cùng nhau trước đó nhưng hai bên cũng không hoàn toàn tin tưởng vào nhau, mỗi người đều muốn bảo toàn chính mình, đều không muốn liều mạng. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở dưới tình huống thực lực của tất cả mọi người bị áp chế đến cảnh giới ngang nhau, chiến lực của dịp trần thế mà bưu hãng như vậy, lấy một đối ba vậy mà cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nếu như lại tiếp tục đánh như vậy thì dịp trần sớm muộn gì cũng có thể tiêu diệt từng người một trong ba người bọn họ liều mạng yến cùng sinh hết lớn một tiếng thiên mệnh đao quyết oanh sau khi hắn quát lớn một tiếng trên đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo đao khí đáng sợ tới kinh người cùng lúc đó dịch bạch kia cũng hết lớn một tiếng đại dịch kích phổ một đạo bóng mờ hình trường kích màu vàng kim to lớn cao ngạo cũng đột nhiên từ trên đỉnh đầu của hắn mọc lên. Vô cực kiếm đạo. Trên người Vân Phá Thiên thì hiện ra một đạo kiếm mang kinh khủng đến cực điểm, giống như có thể cắt nát hư không. Tam đại thiên kiêu rốt cuộc thi triển ra các loại tuyệt chiêu áp đáy hầm của mình, hiển nhiên là chuẩn bị liều chết đánh với Diệp Trần một trận. Rầm rầm rầm. Ở dưới sự toàn lực vây công của ba người, tình thế của Diệp Trần lập tức trở nên rất nguy hiểm mà dỗi thành ra một bên, lạc huyền băng cũng bị long thần gắt gao áp chế. Băng huyền tiên tử, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta không muốn giết ngươi, chính ngươi bóp nát ngọc giảng đi. Long thần đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vừa ngăn cản tuyệt tình kiếm khí của lạc huyền băng vừa thảnh thơi mở miệng nói. Hừ. Lạc huyền băng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thu tay lại không còn tiến công. Cái này đúng nha. Ngươi thức thời vì. Long thần còn tưởng rằng Lạc Huyền Băng đã bỏ đi chống cự, trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý, thế nhưng là không đợi hắn nói hết ý ra thì lại phát hiện chuyện cũng không phải là giống như sự tưởng tượng của hắn. Đoạn tình thất quyết. Lạc Huyền Băng bỗng nhiên khẽ kêu lên một tiếng, hai con ngươi vậy mà đều biến thành màu băng lam yêu dị, một cổ kiếm khí cường đại lạnh lùng đến khiến lòng người phải run sợ đột nhiên phát ra từ trên người của Lạc Huyền Băng. Oanh. Kiếm khí như sương sông thẳng lên trời cao. Một kiếm này rơi xuống vậy mà trong phạm vi không gian mười dặm xung quanh đều bị đóng băng. Long thần thấy thế thì lập tức nhướng mày, chợt trên mặt hiện ra một vệt sát khí nồng đậm. Vì tiểu tử kia, ngươi thậm chí ngay cả đoạn tình thất quyết cũng xuất ra. Ngươi đã không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Nói xong lời này, hai con ngươi của Long thần bỗng nhiên ngưng tụ, hai cái động tử trong nháy mắt biến thành màu vàng kim. Ngay sau đó, thể nội long thần đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm trầm thấp. Thần, long, biến, âm âm. Sau khi giọng nói hùng hậu kia của long thần rơi xuống, trên dưới toàn thân của hắn được một đạo kim mang sáng chói bao vây lại. Sau đó, toàn bộ làn da trên người của hắn vậy mà sinh ra từng mảnh từng mảnh màu vàng kim, giống như vẫy rồng. Oanh! Kiếm khí băng sương của lạc huyền băng hung hăng chém xuống, long thần giơ cánh tay lên, sau đó chặn lại khanh kiếm khí băng sương vô cùng kinh khủng kia lại bị long thần dùng cánh tay dễ dàng cản lại ta lại nói một lần cuối cùng nhận thua hoặc là chết long thần thuận tay đỡ được kiếm khí cường đại của lạc huyền băng lại chậm rãi mở miệng lần nữa hơn nữa trong giọng nói như có tiếng va chạm kim loại xen lẫn từng tiếng long ngâm rất rõ ràng thần long sau khi thi triển ra thần long biến thì thực lực đã cường đại đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi Lạc Huyền Băng thấy cảnh này thì cũng hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, thực lực của Long Thần thế mà đã cường đại tới tình trạng như thế. Tuy nhiên, khi nàng ta dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Diệp Trần ở nơi xa bị ba người vân phá thiên vây công rơi vào tình thế nguy hiểm, cuối cùng cắn răng một cái. Đoạn tình thất quyết, thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ tư, rầm rầm rầm. Từng đạo kiếm khí băng sương nghịch thiên cường hãn hơn so với trước đó, sau khi vạch phá hư không hướng Long Thần hung hăng trảm đi qua. Tuy nhiên, Long Thần chỉ hơi dương tay lên, dường như căn bản không có để ở trong lòng. Được một cái đoạn tình thất quyết. Không hổ là kiếm pháp vô thường của tuyệt tình cư. Đáng tiếc a, à, đoạn tình thất quyết quan trọng ở chỗ đoạn tình tuyệt ái, mà người không những động tình với tiểu tử họ dịp kia, hơn nữa trong lòng còn quá nhiều tạp niệm, căn bản không có cách nào phát huy ra uy lực chân chính của nó trong lúc nói chuyện nắm đấm lông thần bỗng nhiên nắm một ái thuận tay tung ra mấy quyền thì đã đánh vỡ toàn bộ kiếm khí băng sương của lạc huyền băng không thể không nói lạc huyền băng bây giờ thật sự là không chịu nổi một kích giọng nói rơi xuống thân hình lông thần đột nhiên dao động một trận giống như hóa thân trở thành một con cự lông màu vàng kim đột nhiên chui vào bên trong hư không oanh sau một khắc thân hình của lông thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lạc huyền băng bàn tay bỗng nhiên duỗi một cái một trảo a à, theo một tiếng kêu thảm thiết của lạc huyền băng cổ họng của nàng đã bị một cái lông trảo to lớn gắt gao bắt lấy long thần nhìn qua lạc huyền băng đã bị chính mình bắt lấy trên mặt hiện ra vẻ thương hại vốn là ở bên trong thập đại thiên kiêu ngươi là người duy nhất có tư cách làm đối thủ của ta không nghĩ tới ngươi vậy mà đắm chìm trong đọa lạc đến tận đây ngươi thật sự làm cho ta quá thất vọng long thần nói đến đây bên trong tròng mắt màu vàng ống đột nhiên dâng lên một cổ sát khí nồng đầm ngươi đã không xứng làm đối thủ của ta vậy thì sống trên đời này cũng vô dụng vậy thì ngươi đi chết đi nói xong lời này bàn tay long thần bỗng nhiên nắm lại a à, lạc huyền băng lập tức lần nữa phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương sau đó thì nghiêng đầu sang một bên mà ngất đi sau đó bị long thần thuận tay ném vào trong dung nham màu đỏ vô tận ở phía dưới huyền băng Diệp Trần ở nơi xa thấy cảnh này thì đầu lập tức quanh một cái, cả người cảm giác giống như trong nháy mắt nổ tung. Lạc Huyền băng chết. Nàng ta vốn không cần xuất thủ, thế nhưng là vì cứu mình vẫn là làm việc nghĩa không chùng bước đứng đối mặt với Long thần. Nàng ta là vì cứu mình mà chết. Mắt thấy thân thể Lạc Huyền băng đang chậm rãi rơi vào bên trong dung nham phía dưới. Ngay lập tức đầu óc Diệp Trần lúc này trống rỗng, chỉ muốn lập tức tiến lên. Ông lấy nàng ta Đáng tiếc hai người lúc này cách xa nhau thực sự quá xa, Diệp Trần chỉ có thể trơ mắt lên mà nhìn, thi thể của Lạc Huyền băng rất nhanh rơi vào bên trong dung nham nóng chảy, trong nháy mắt bị đốt cháy trống không. Mà vào ngay trong giây lát lúc Diệp Trần ngây người, Yến Cuồng Sinh bắt lấy cơ hội này, đào khí cường hãn đủ để chém đứt hư không, hung hăng chém xuống ở trên người Diệp Trần. Khanh Cho dù trên người Diệp Trần có thiên tầm thánh ý, đồng thời lại có lưu ly kim thân và kim giáp phòng ngự, sau khi bị đau khí của Yến Cùng Sinh chém trúng thì cũng tương tự không dễ chịu, cả người trong nháy mắt bị chém bay đến mấy ngàn mét, ngũ tạng lục phủ giống như đều muốn vỡ vụn ra, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi lớn. Ngay vào lúc này, giết hắn. Hai người vân phá thiên và dịch bạch thấy thế thì lập tức hết sức vui mừng, lập tức tức thi nhau bám theo như bóng với hình, thi triển ra tuyệt chiêu của riêng mình, muốn một lần hành động giết chết dịp trần. Thiên mệnh đao quyết. Đại dịch kích phổ vô cực kiếm đạo. Tất cả ba người đều có lòng tin tràn đầy, Diệp Trần đã bị thương thật nặng, lần này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Diệp Trần lúc này dường như còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, trong đầu còn đang không ngừng lóe lên cảnh tượng trước khi chết của Lạc Huyền Băng. Đáng chết. Tất cả các ngươi đều đáng chết. Diệp Trần đột nhiên nhìn không được ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng, trên người vậy mà dâng lên một cổ khí tức hủy diệt vô cùng nồng đầm vào lúc này sau khi nhìn thấy tận mắt Lạc Huyền băng chết đi, trong lòng Diệp Trần vậy mà sinh ra một loại xung động mãnh liệt muốn hủy diệt tất cả. Giết, 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 hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Trong đầu Diệp Trần vào lúc này cũng chỉ có một đạo suy nghĩ như vậy. Ông. Mà khí tức hủy diệt trên người Diệp Trần đã nhảy lên tới đỉnh điểm, vô vọng kiếm trong đan điền vẫn luôn không hề có động tĩnh gì đột nhiên rung động kịch liệt. Ừ. trong nháy mắt dịp trần cũng phát giác được sự khác thường này trước đó vẫn luôn vắt óc suy nghĩ mà không hiểu được thì đột nhiên ngay vào lúc này lại thông suốt ta hiểu được vô vọng kiếm chính là kiếm của quy tắc cho nên không cách nào dùng chân nguyên đi thôi động mà phải dùng lực lượng quy tắc đi thôi động mà trước đó ta tuy rằng đã lĩnh ngộ một chút lực lượng quy tắc nhưng lực lượng quy tắc quá yếu cho nên mới không cách nào thôi động được vô vọng kiếm những ý niệm này đến ở trong chớp mắt mà lúc này, rầm rầm rầm, một kích tuyệt mệnh của ba người Vân Phá Thiên đã thi nhau hướng Diệp Trần chém xuống đến. Chết đi. Trên khuôn mặt của tất cả ba người đều hiện ra vẻ hưng phấn, giống như đã thấy được cảnh tượng Diệp Trần bị oanh thành thịt vụn rồi. Mà lúc này, oanh. Vô vọng kiếm được quy tắc hủy diệt dẫn dắt đột nhiên phá thể mà ra, xuất hiện ở trong lòng bàn tay Diệp Trần. Tưng. Ừ. Pháp bảo ba người vân phá thiên thấy cảnh này thì rõ ràng tất cả đều vì đó mà sửng sốt một chút bên trong mê la tinh hải không cách nào sử dụng pháp bảo thậm chí ngay cả loại pháp bảo như càng khôn trạng loại trữ vật này cũng bị phong ấn trong tay cái tên này tại sao có thể có pháp bảo tồn tại tuy nhiên ba người dù sao cũng là nhân vật thiên kiêu ánh mắt tự nhiên cũng đều không kém chẳng mấy chốc thì đã phát hiện ra thanh kiếm trong tay diệp trần này không có bất kỳ linh lực ba động hóa ra chỉ là một thanh phàm kiếm bình thường xem ra tiểu tử này thật đúng là chó cùng rất dậu a à. thế mà có ý định dùng một cái phạm kiếm ngăn trở một kích tuyệt mệnh của chúng ta thật sự là nực cười a à. ban người thi nhau chế giễu trong lòng thế nhưng cảnh tượng xảy ra sau đó lại làm cho tất cả bọn họ đều phải trợn mắt há hốc mồm bá 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 chỉ thấy dịp trần cầm thanh phàm kiếm kia vào trong tay thuận tay vung ra ba kiếm bành 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 đao mang kiếm khí kích ảnh kia nhìn như không gì cản nổi vậy mà ở dưới ba kiếm thuận tay này của dịp trần lại như thể là giấy trong nháy mắt vỡ vùng dập tắt cái gì điều này làm sao có thể ảo giác cái này chắc chắn là ảo giác ba người cùng lúc kinh hô lên tất cả mọi người đều có dáng vẻ như nhìn thấy quỷ tu vi của bọn hắn tuy rằng bị hạn chê sở cảnh giới nguyên anh đỉnh phong hơn nữa không thể sử dụng pháp bảo thế nhưng là một kích mạnh nhất trước mắt cũng đủ để chống lại hóa thần hậu kỳ a lại bị diệp trần dùng một thanh phàm kiếm bình thường dễ dàng đánh nát các ngươi đều phải chết ngay vào lúc ba người vô cùng kinh ngạc thì bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói vô cùng lạnh lùng của diệp trần diệp trần tâm niệm vừa động đã rót lực lượng quy tắc vào bên trong vô vọng kiếm thân hình hơi chao đảo một cái trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét vọt tới trước mặt vân phá thiên tốc độ nhanh chóng vậy mà so với thần thông xuất địa thành thốn trước đó của Diệp Trần còn nhanh hơn không chỉ gấp 10. Quả là thế. Ở thanh vô vọng kiếm này được gia trì bởi quy tắc chi kiếm, Diệp Trần đối với việc sử dụng không gian pháp tắc thế mà cũng tăng lên một bậc thang mới. Cái gì? Con người của vân phá thiên lập tức co trục lại, đánh chết cũng không nghĩ tới, tốc độ Diệp Trần thế mà lại nhanh như vậy, trong lúc nhất thời cả người đều hoàn toàn rơi vào trạng thái choáng váng mà vô vọng kiếm của Diệp Trần lúc này đã hung hăng chém xuống ở trên người hắn. Chết! Oanh! Vô vọng kiếm được gia trì bởi pháp tắc hủy diệt, quy lực gần như có thể so với diệt thế ma đao. Món pháp khí tiên khí rách rưới trên người của vân phá thiên kia căn bản không chịu nổi một kích trong nháy mắt vỡ vụn ra. Cạch! Thật đáng thương, vân phá thiên kia còn chưa kịp phản ứng là có chuyện gì xảy ra thì cả người đã bị một kiếm của Diệp Trần chém thành hai nửa nhục thân thậm chí cả thần hồn đều bị lực lượng hủy diệt này hoàn toàn phá hủy, ngay cả cặn bã cũng không còn. Thật mạnh. Diệp Trần thấy thế thì cũng không thể không âm thầm sợ hãi than một tiếng, đồng thời thân thể lại nhoáng lên một cái nữa, ngược lại thẳng hướng Yến Cùng Sinh. Không. Mắt Yến Cùng Sinh thấy cảnh tượng một kiếm của Diệp Trần chém vết vân phá thiên, còn chưa có hoàn toàn kịp phản ứng là chuyện này như thế nào thì đã nhìn thấy Diệp Trần giống như sát thần lại hướng chính mình đánh tới, sắc mặt cả người trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Yến Cuồng Sinh không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhanh chóng lùi lại phía sau, đồng thời bàn tay lật một cái ngay lập tức bóp nát ngọc giản truyền tống. Răng rắc. Tuy rằng rất không tình nguyện, thế nhưng Yến Cuồng Sinh có một loại dự cảm, nếu mình không tranh thủ thời gian bóp nát ngọc giản truyền tống thì chắc chắn sẽ rơi vào kết quả thê thảm giống như vân phá thiên. Ông. Sai khi Yến Cùng sinh bóp nát ngọc giản truyền tống thì trên dưới toàn thân của hắn lập tức được một cổ lực lượng quy tắc bao vây lấy. Cùng lúc đó, Diệp Trần cũng đã cầm kiếm đuổi tới trước mặt. Họ Diệp. Mối thù hôm nay ta nhớ kỹ. Ta sẽ ở bên ngoài chờ lấy ngươi. Sau khi Yến Cùng sinh bóp nát ngọc giản truyền tống thì trong lòng cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nhìn chồng chọc vào Diệp Trần, quẳng xuống một câu hung ác. Ở trong suy nghĩ của hắn thì một khi bóp nát ngọc giảng truyền tống thì sẽ được lực lượng quy tắc bảo vệ. Trước khi bị truyền tống rời khỏi mê la tinh hải thì hắn chính là ở trong trạng thái hoàn toàn vô địch. Dù thực lực của Diệp Trần có nghịch thiên hơn nữa cũng không có khả năng chống lại quy tắc này. Thật sao? Ngươi chỉ sợ không có cơ hội đó. Khóa miệng Diệp Trần lạnh lùng nhất lên, trực tiếp vung thanh vô vọng kiếm bình thường trong tay lên, hướng cổ của Yến Cùng sinh hung hăng bổ xuống. Khanh! khi vô vọng kiếm va chạm vào trên lực lượng quy tắc kia lập tức bị ngăn cản lại. Không biết mùi vị. Yến cuồng sinh thấy thế, trên mặt không thể không hiện ra vẻ chăm chọc. Ta bây giờ đã được lực lượng quy tắc bảo hộ, là vô địch, cái gì? Yến cuồng sinh còn chưa nói hết lời thì lập tức thấy được cảnh tượng mà làm cho hắn phải khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy, vô vọng kiếm bị lực lượng quy tắc ngăn cản lại chỉ cản được một lát, vô vọng kiếm cũng đã đi qua đoàn lực lượng quy tắc kia, lần nữa chém xuống tới. Không. Yến cùng sinh lập tức trống lớn một tiếng, thế nhưng là đến lúc này, khoảng cách gần như thế, hắn còn chỗ nào để có thể tránh kịp. Cạch. Vô vọng kiếm vô sắc xẹt qua nhục thân của Yến cùng sinh thật giống như đi qua không khí, thậm chí một dấu vết máu cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng, ngay sau đó. Sưu. Đầu của Yến cùng sinh trực tiếp từ trên đôi vai của hắn bay lên thẳng đến khí tức sinh mệnh hoàn toàn toàn mất đi, hai mắt của Yến Cùng Sinh vẫn như cũ trận lên thật lớn, mặt mũi đầy vẻ khó có thể tin. Bởi vì cho đến chết, Yến Cùng Sinh cũng không thể hiểu được Diệp Trần tại sao có thể đánh vỡ lực lượng quy tắc được coi như là vô địch kia sau đó dễ như trở bàn tay chém rơi đầu của hắn. Hắn lại làm sao biết được rằng, vô vọng kiếm trong tay của Diệp Trần chính là quy tắc chi kiếm kiếm của quy tắc, tự nhiên có thể xuyên thấu qua lực lượng quy tắc, cưỡng ép cướp đoạt tính mạng của hắn mà ở một bên khác dịch bạch là cười còn sống sót duy nhất trong ba người nhìn thấy cảnh tượng kinh dị như thế thì sớm đã bị dọa đến hồn vía lên mây ngay lập tức bóp nát ngọc giảng truyền tống đồng thời nhanh chóng lùi lại về phía sau đợi đến khi dịp trần sử dụng lực lượng không gian pháp tắc lần nữa vọt tới trước mặt dịch bạch thì hắn sớm đã được lực lượng quy tắc bao vây lấy thuận lợi rời khỏi mê la tinh hải dịp trần thấy thế thì lập tức khẽ châu mày lại sau khi dịch bạch đạo thoát thành công thì sẽ lan truyền chuyện hắn giết vân phá thiên và yến cùng sinh ra ngoài mà một khi vô cực tông và thái huyền tông biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn tuy nhiên hắn suy nghĩ lại một chút hắn vốn là không đội trời chung với bác đại tiên môn bây giờ cũng chỉ là sớm hướng bọn họ tuyên chiến mà thôi cũng không cần thiết phải lo lắng làm gì đến tận bây giờ lúc đầu là bác đại thiên kiêu thì giờ chỉ còn lại có ba người dịp trần long thần và phong hoa vũ từ đầu đến cuối không tham gia chuyện này tuy nhiên kỳ quái là rõ ràng danh ngạch ba người chiến thắng cuối cùng đã có mà hoàn cảnh xung quanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào ông lão thần bí tóc trắng kia cũng không hề xuất hiện tuy nhiên dịp trần cũng không quản được nhiều như vậy trong lòng của hắn bây giờ chỉ còn lại một cái ý nghĩ đó chính là phải báo thù cho lạc huyền băng long thần dịp trần nghiến răng nghiến lợi quát lớn một tiếng trên người đột nhiên dâng lên sát ý nồng đậm muốn đánh về phía Long Thần. Long Thần trao mày, hắn bây giờ đã hoàn toàn nhìn không thấu được thực lực của Diệp Trần, thậm chí trên người của hắn còn cảm nhận được một loại uy hiếp khó mà hình dung. Tuy nhiên, ngay vào lúc Dương Cung Bạc Kiếm thì bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên ở trong đầu của Diệp Trần. Người vượt ải. Người có một cơ hội phục sinh duy nhất, có thể phục sinh chính mình cũng có thể phục sinh người khác. Xin hỏi ngươi bây giờ có muốn sử dụng không? Oanh Dịp Trần nghe được điều này thì đầu tiên là sững sờ, sau đó thì mặt mũi đầy vẻ mừng như điên. Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác là thu được một lần cơ hội phục sinh, hóa ra không chỉ có thể phục sinh chính mình mà còn có thể phục sinh cho người khác. Chỉ có điều người đã chết thật phục sinh được sao? Ý của ngươi nói là là Huyền băng, nàng ta còn chưa có chết. Chẳng lẽ trước đó chúng ta vẫn luôn ở trong ảo cảnh? Những người chết trước đó đều chỉ là cảnh tượng giả diệp trần theo bản năng toát ra cái suy nghĩ này không nghĩ tới giọng nói kia thế mà lại vang lên lần nữa thật là giả giả là thật ở bên trong đại điện thời không không có thật tuyệt đối cũng không có giả tuyệt đối những người chết chỉ chết trong thời gian và không gian này nhưng ở thời gian và không gian khác họ vẫn còn sống giọng nói kia sau khi nói một loạt thứ khiến diệp trần khó hiểu tiếp tục đạm mạc nói bây giờ người vượt ải mời ngươi làm ra lựa chọn của ngươi có muốn sử dụng lần cơ hội phục sinh này không? Diệp Trần tuy rằng nghe những lời của ông lão này thì ù ù cạc cạc như lọt vào trong sương mù dày đặc, thế nhưng đã có cơ hội phục sinh lạc huyền băng thì hắn đương nhiên sẽ không do dự, nói ngay. Ta muốn phục sinh lạc huyền băng. Như người mong muốn. Sau khi giọng nói đạm mạc kia rơi xuống. Âm âm. Trong dung nham cực nóng ở phía dưới đột nhiên lắc lư kịch liệt một trận thì sau đó một đạo thân ảnh xinh đẹp hoàn mỹ từ bên trong dung nham chậm rãi bay lên. Thời không bao hàm thời gian và không gian nha mọi người. Lạc huyền băng thế mà thật sự sống lại. Diệp Trần vừa mừng vừa sợ, mà Long Thàng và Phong Hoa Vũ ở một bên thì chỉ có chấn kinh, thậm chí cũng hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Không có khả năng. Điều này sao có thể? Long Thần từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh vào lúc này cũng không thể bình tĩnh nổi không thể không rống lớn một tiếng hắn tự tay giết chết lạc huyền băng tận mắt nhìn thấy thi thể của nàng ta ơi vào bên trong dòng dung nham vô tận phía dưới bây giờ lại hoàn hảo xuất hiện trước mặt hắn không một chút tổn hại nào điều này đã hoàn toàn lật đổ sự nhận biết của hắn sau khi lạc huyền băng treo lơ lửng giữa trời thì bỗng nhiên mở hai mắt ra đầu tiên là nhìn thoáng qua tình huống xung quanh trên mặt lập tức hiện ra vẻ mờ mịt ta vừa rồi là thế nào Thân thể Diệp Trần nhoáng một cái đi tới trước mặt Lạc Huyền Băng nở ra nụ cười mỉm với nàng ta. Huyền Băng, ngươi trước tiên điều dưỡng thân thể ngươi một chút, ta đi báo thù cho ngươi. Nói xong lời này, Diệp Trần vung vô vọng kiếm lên hướng Long Thần vọt tới. Bạch Sử dụng lực lượng không gian pháp tắc, Diệp Trần trong nháy mắt vượt qua khoảng cách hơn vạn mét, đảo mắt đã dết tới trước mặt Long Thần. Long Thần thấy thế thì con ngươi lập tức hơi co rụt lại, hắn vừa rồi thế nhưng tận mắt thấy Diệp Trần dùng thanh phạm kiếm bình thường này đảo mắt đã giết chết Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh. Cho dù là lúc hắn toàn thịnh cũng tuyệt đối không thể nào làm được, cho nên nếu như nói không có một chút hoảng hốt nào thì đó tuyệt đối là không có khả năng. Rất rõ ràng, thanh kiếm trong tay hắn kia tuyệt đối là một cái pháp bảo cực kỳ lợi hại. Nếu như hắn cũng có thể sử dụng pháp bảo thì có lẽ còn có thể có lực đánh một trận, đáng tiếc hắn không thể, nếu như bị món pháp bảo này của Diệp Trần dùng để đối phó hắn, hắn hơn phân nửa cũng không ngăn cản được. Thần Long huyễn ảnh Long thần hét lớn một tiếng, kéo theo đó là một tiếng long ngâm trầm thấp, thân thể cũng đi theo hơi trao đảo một cái vậy mà tại không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, thông dòng né tránh một kiếm này của Diệp Trần. Ngay sau đó, chỉ thấy đầy trời đều là thân ảnh của Long thần, có khoảng hơn ngàn đạo, giống như là thuộc phân thân, hoàn toàn không cách nào phân biệt ra đâu mới là chân thân của hắn diệp trần cẩn thận đây là thần thông huyết mạch của long tộc thần long huyễn ảnh giữa chân thân và huyễn ảnh của hắn có thể tự do chuyển đổi rất khó chơi đằng sau lạc huyền băng bỗng nhiên vang lên giọng nói nhắc nhở của lạc huyền băng đối với diệp trần diệp trần nghe được lời này của lạc huyền băng cũng không thể không nhướng mày khó trách lấy thần thức bây giờ của hắn cường đại như thế thế mà cũng không nhìn ra được đâu mới là chân thân của long thần Hóa ra đây là một loại bí thuật về thân pháp vô cùng tinh diệu, tất cả huyển ảnh đều là thật cũng đều là giả, để cho người ta căn bản không có chỗ xuống tay. Đây mới là thực lực chân chính của Long thần sao? Diệp Trần không thể không âm thầm cảm khái một câu, trong lúc nhất thời cũng không có nóng lòng xuất thủ. Ha ha ha. Hơn ngàn đạo thân ảnh của Long thần ở trên không trung kia cũng cười to một trận, sau đó tất cả đều mở miệng nói. Diệp huynh đệ Long thần ta đời này không có bội phục qua người nào, nhất là trong thế hệ tuổi trẻ, ngươi là người đầu tiên để cho ta thực sự cảm thấy bội phục. Ta thừa nhận, ở bên trong mê la tinh hải này, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn đánh bại ta cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì cái gọi là hai hổ tranh chấp tất có một bị thương, không bằng chúng ta làm hòa đi, như thế nào? Long thần này cũng là cầm được thì cũng buông được, mắt thấy tình thế khác thường thì lập tức chịu thu cầu hòa. Diệp Trần nghe được điều này thì im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ. Long thần thấy thế còn tưởng rằng Diệp Trần đã bị lời nói của mình động tâm, tiếp tục lại nói. Dựa theo quy tắc có ba người có thể tiến vào đại điện thời không, người muốn đồng ý giảng hòa thì ta tới ra tay xử lý nốt người này. Nói đến đây, Long thần chỉ vào phong hoa vũ ở phía xa, gương mặt xinh đẹp của phong hoa vũ lập tức thay đổi lớn, trước tiên lấy ra ngọc giảng truyền tống, một khi long thần muốn làm khó dễ đối với nàng thì nàng ta sẽ không một chút do dự bóp nát ngọc giảng truyền tống hết cách rồi vô luận là long thần hay là diệp trần lại hoặc là lạc huyền băng đều không phải nàng ta có khả năng ngăn cản cũng chính vì vậy nàng ta mới có thể luôn luôn không đã động đến vốn cho rằng có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi nhưng hiện tại xem ra là rất không có khả năng diệp trần vẫn như cũ im lặng không nói long thần lập tức nhướng mày vẻ mặt có chút khó coi hít sâu một hơi tiếp tục nói. Thôi, cùng lắm thì ta cũng cho ngươi cửa vào đại điện thời không chữ thiên, như vậy được rồi chứ. Diệp Trần vẫn như cũ không nói lời nào. Long thần lập tức gấp, cho chút tức hỗn hỉnh, nói. Được, cửa địa ta cũng không cần, ta chỉ cần cửa vào chữ nhân này, đây là ranh giới thấp nhất cuối cùng của ta, đồng ý hay không đồng ý, ngươi nói một câu đi. Lạc Huyền Băng và Phong Hoa Vũ nghe được lời này của Long Thần thì lập tức thi nhau hiện ra vẻ kinh ngạc. Ở bên trong ấn tượng trước kia của các nàng, Long Thần thân là thiên kiêu đứng đầu bảng, vẫn luôn cao cao tại thượng, là người cao ngạo bực nào. Chưa từng thấy ăn nói khép nép giống như bậy giờ vậy. Ở trong suy nghĩ của Lạc Huyền Băng và Phong Hoa Vũ xem ra, Long Thần cũng đã nói tới đây rồi thì chắc hẳn Diệp Trần sẽ không cự tuyệt chứ. Dù sao, Long Thần chỉ cần cửa vào chữ nhân, điều kiện này đã hạ tới mức thấp nhất. Thậm chí, Phong Hoa Vũ cũng đã có dự định trực tiếp bóp nát ngọc giảng truyền tống. Để mà đợi lát nữa bị Long Thần dùng vũ lực đuổi đi ra còn không bằng chính mình chủ động rời khỏi. Tuy nhiên, ngay vào lúc Phong Hoa Vũ chuẩn bị bóp nát ngọc giảng truyền tống thì Diệp Trần đột nhiên mở miệng, trong giọng nói hiện ra vẻ trào phúng nồng đầm. Ngươi muốn giảng hoa sao? Cũng được, chỉ cần ngươi lại thỏa mãn một cái điều kiện của ta, ta có thể thưởng cửa vào chữ nhân cho ngươi. Long thần nghe được điều này, nhất là cái chữ thưởng kia thì sắc mặt lập tức thay đổi lớn, bên trong đôi mắt hiện lên một vệt tàn khốc. Tuy nhiên vừa nghĩ tới cảnh tượng Diệp Trần trước đó giết chết Vân Phá Thiên và Yến Cùng sinh trong nháy mắt kia thì cuối cùng vẫn mạnh mẽ nhìn xuống tới, nén giận nói. Điều kiện gì? Ngươi hãy nói xem. Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, giống như cười mà không phải cười, nói rất đơn giản ta muốn ngươi hướng huyền băng tiên tử dập đầu nói xin lỗi oanh dịp trần vừa nói ra lời này chẳng những long thần trừng hai mắt một cái hoài nghi lỗ tai của mình có nghe nhầm không mà ngay cả lạc huyền băng và phong hoa vũ cũng đều ngây ngẩn cả người nhất là lạc huyền băng làm sao cũng không nghĩ tới dịp trần thế mà lại đưa ra một cái điều kiện như vậy tuy nhiên kinh ngạc qua đi trong lòng lại không thể không dâng lên một cổ ấm áp mà sau khi long thần kia kịp phản ứng lại thì lập tức tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Để cho ta hướng một nữ nhân dập đầu nói xin lỗi. Diệp Trần, ngươi đây là có ý tứ gì? Diệp Trần cười lạnh, thẳng thắn nói. Không có ý gì, ta chính là có một cái ý nghĩ muốn làm cho ngươi nhục nhã mà thôi. Nếu như không phải trong tay Diệp Trần có một lần cơ hội phục sinh thì vào lúc này Lạc Huyền băng sớm đã tán thân ở trong dung nham phía dưới. Long thần này nhìn như ra vẻ đạo mạo, thật ra thì tâm trí cực sâu, dối trá đến cực điểm, Diệp Trần bây giờ đã cực kỳ chán ghét đối với hắn. Hơn nữa ngoài việc muốn làm cho Long thần nhục nhã ra, Diệp Trần còn có một cái mục đích khác đó chính là cố ý trọc giận Long thần. Long thần nghe được điều này thì quả nhiên tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, trên mặt vẫn luôn nhẹ như mây trôi vậy mà bắt đầu xuất hiện vẻ vặn vẹo. Được được được. Long thần giận quá mà cười, đôi mắt trở nên vô cùng đỏ ngầu, hiện ra sát ý nồng đậm. Tiểu tử, ta vốn muốn bắt tay thân thiện với ngươi, không nghĩ tới ngươi lại không biết tốt xấu như thế, thật cho là ta sợ ngươi hay sao? Oanh! Giọng nói của Long Trần rơi xuống, đồng thời một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn dâng lên, sát ý nghiêm trọng. Hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, thần công vô thượng của Long tộc ta. Bá bá bá! Giọng nói rơi xuống, hơn ngàn đạo thân ảnh ở trên không trung kia trong nháy mắt vây quanh Diệp Trần vào chính giữa. Thần Long Thứ Hơn ngàn cái thân ảnh Long Thần cùng lúc hét lớn. Âm 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 Trên trời cao lập tức xuất hiện hơn ngàn cái bóng mờ hình con thần Long, giống như sao chổi rơi xuống hướng Diệp Trần nổ bắn mà tới. Hư Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, vô vọng kiếm trong tay vung lên, trên không trung vẽ một cái hình tròn. Bành 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 những cái bóng mờ thần long kia trong nháy mắt toàn bộ bị vỡ vụn ra. Bạch. Ngay sau đó, Diệp Trần sử dụng sức mạnh của Không Gian Pháp Tắc, thân thể trong nháy mắt ở nguyên tại chỗ biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó đã vọt thẳng vào bên trong hơn ngàn đạo huyễn ảnh long thần kia. Bành bành bành. Diệp Trần liên tiếp chém ra mấy kiếm, mấy đạo huyễn ảnh long thần kia ứng thanh mà nổ tung. Bá bá bá. Trong tay Diệp Trần cầm vô vọng kiếm, vận chuyển hủy diệt pháp tắc giống như hổ vào bầy dê, chẳng mấy chốc tiêu diệt hơn 100 đạo huyễn ảnh phân thân của Long Thần. Tuy nhiên, không nghĩ tới chính là, sau khi Long Thần bị diệt mấy hơn mấy trăm đạo huyễn ảnh phân thân vậy mà tuyệt không kinh hoảng, thay vào đó là khặt khặt cười một tiếng. Tiểu tử Ngươi không cần uổng phí công phu, chỉ cần chân thân ta không chết, huyễn ảnh có thể cuồn cuộn không dứt, ngươi không thể đánh bại được ta. Kiệt kiệt kiệt. Sau khi Long Thần cười như điên một lúc, chỉ thân thân thể của hắn hơi chao đảo một cái thì ở trên trời cao quả nhiên lại xuất hiện càng nhiều huyễn ảnh phân thân hơn nữa thậm chí so với trước đó càng nhiều hơn ưm ừ. Diệp trần thấy thế không thể không nhướng mày lúc trước hắn vẫn đang quan sát những huyễn ảnh này của long thần khí tức của mỗi một đạo huyễn ảnh đều là thật nhưng lại cùng khí tức của bản thể có chỗ khác biệt không phải là huyễn thuật cũng không phải là thuật phân thân dường như ở trong trộn lẫn chân thực và giả tạo hoàn toàn chính xác là vô cùng quỷ dị. Chờ một chút. Chân thực, giả tạo. Nhớ rõ lời nói trước đó của ông lão tóc trắng kia đã từng nói một câu, ở bên trong đại điện thời không, thật là giả, giả là thật, thật thật giả giả, đó chẳng qua chỉ là huyễn ảnh của các vị diện có thời không khác nhau. Oanh. Sau khi dịp Trần trải qua một phen trầm tư suy nghĩ thì lập tức thông hiểu. Thì ra là thế. Hóa ra môn thần thông vô thượng này của Long tộc không phải là huyễn thuật cũng không phải là thuật phân thân mà là một loại phương pháp cao minh đối với việc vận dụng thời không pháp tắc. Ở sau khi sử dụng môn thần thông này, thời không của Long Thần đã bị biến dạng một chút, không còn ở cùng với thời không mà ta đang ở nữa. Long Thần mà ta nhìn thấy trước mắt là Long Thần của một mili giây trước đó, hay là Long Thần sau một mili giây tiếp theo, lại hoặc là Long Thần của một mili giây tiếp nữa. Bởi vì ta bây giờ đã không ở trên cùng một cái tọa độ về thời gian, cho nên ta có công kích như thế nào đi nữa đối với hắn mà nói đều là vô hiệu. Cho nên, Long Thần mới có thể rất tự tin nói ra, ta mãi mãi cũng không có khả năng đánh bại hắn. Như vậy giống như, một người không bao giờ có thể bắt kịp dây tiếp theo của chính mình. Sau khi những ý niệm này hiện lên ở trong đầu Diệp Trần, hắn lập tức đột nhiên cảm thấy thoải mái, đối với sự hiểu biết về thời không pháp tắc trong nháy mắt cũng tăng lên một bậc thang, đồng thời vừa âm thầm cảm thấy may mắn. Long thần này đối với việc vận dụng thời không pháp tắc hiển nhiên còn rất nông cạn, thậm chí khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết. Thần thông của Long tộc mà chính mình sử dụng là thuộc về phạm trù không gian pháp tắc, hắn có lẽ là thông qua lực lượng huyết mạch của Long tộc mới miễn cưỡng thi triển ra một chiêu này, chỉ biết nó là như thế cũng không biết vì sao nó lại như thế. Bằng không mà nói chỉ sợ ta đã chết ở trên tay hắn mấy trăm lần rồi. Phải biết, thời không pháp tắc chính là đại pháp tắc đệ nhất của vũ trụ. Cái gọi là vũ trụ thì vũ chính là không gian, trụ chính là thời gian, cho nên căn bản của vũ trụ chính là thời không. Dù chỉ là lĩnh ngộ một chút về thời không pháp tắc thì cũng có uy năng kinh thiên tới giật mình. Diệp Trần vừa trầm tư ngộ hiểu đồng thời động tác dưới tay cũng không có đình chỉ, vẫn đang vùng kiếm công kích tới huyện ảnh phân thân của Long Thần, đáng tiếc ngược lại càng dết càng nhiều, giống như cuồn cuộn không dứt. Kiệt kiệt kiệt. Long Thần lại phát ra một tiếng cười điên cuồng đắc ý nữa, tiểu tử ta nói rồi ngươi mãi mãi cũng không có khả năng đánh bại ta ta khuyên ngươi vẫn là sớm từ bỏ đi kiệt 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 hồ dịp trần dường như đã thật có ý từ bỏ thân thể ở trên không trung bỗng nhiên không còn tiếp tục tiến công như vậy mới đúng a à? ở dưới thần long huyễn ảnh ta chính là tồn tại vô địch cứ tiếp tục lãng phí thời gian như vậy chẳng bằng chúng ta hảo hảo nói điều kiện một chút như thế nào Long thần cho rằng Diệp Trần đã từ bỏ, thế là lại đắc ý thêm lần nữa mở miệng nói. Đúng như Diệp Trần dự đoán, Long thần đối với việc lĩnh ngộ thời không pháp tắc là có hạn, tuy rằng có thể đứng ở thế bất bại nhưng căn bản cũng không làm gì được Diệp Trần, cho nên hắn mới có thể luôn luôn chủ động cầu hòa. Tuy nhiên, Diệp Trần cúi đầu trầm mặt một lát, bỗng nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, bên trong đôi mắt hiện lên một tia sáng. Thần Long huyễn ảnh sao? Cũng không phải chỉ có mình ngươi có trong khi nói chuyện khí tức cả người diệp trần bỗng nhiên bắt đầu xảy ra biến hóa thân hình thế mà bắt đầu trở nên phai mờ thần long huyễn ảnh sau khi diệp trần quát lớn một tiếng ông thân hình của diệp trần hơi chao đảo một cái bạch 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 trong nháy mắt ở bên trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của hơn ngàn cái thần long kia diệp trần một phân thành hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám chỉ chốc lát công phu dịp trần thế âm cũng đã biến ảo ra hơn ngàn đạo huyển ảnh phân thân. Hai người Lạc Huyền Băng và Phong Hoa Vũ Quan chiến ở đằng xa, nhìn thấy cảnh tượng vô cùng quỷ dị này, thì cả hai lập tức xem đến choáng váng, thi nhau dùng bàn tay ngọc che miệng, trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Hắn thế mà cũng có thần long huyễn ảnh. Đây không phải là thần thông vô thượng của huyết mạch long tộc sao? Chẳng lẽ hắn cũng có huyết mạch long tộc? Về phần long thần sau khi khiếp sợ đã không nhìn được lớn tiếng gầm hét lên. Không có khả năng. Điều này làm sao có thể? Thần thông vô thượng của long tộc ta nhất định phải huyết mạch thuần chính của long tộc mới có khả năng thi triển. Ngươi làm sao có thể làm được? Giả. Dạ. Cái này chắc chắn là giả. Long thần thật không thể nào tiếp thu được, cả người đều sắp sụp đổ. Tuy rằng biểu hiện trước đó của Diệp Trần hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, thậm chí khắp nơi đều đè ép hắn một bậc, thế nhưng hắn vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình, đó chính là huyết mạch long tộc của hắn, thần thông huyết mạch của hắn. Diệp Trần cho dù có lợi hại hơn nữa cuối cùng cũng chỉ là nhục thể phạm thai mà thôi, mà hắn hắn chính là long tộc chí cao vô thượng. Tuy rằng trước đó bị Diệp Trần áp chế, hắn cũng không cảm thấy mình kém hơn Diệp Trần là bao. Chỉ có điều bị quản chế bởi quy tắc của mê la tinh hải cho nên mới hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhưng là bây giờ, dịp trần thế mà thi triển ra thần thông vô thượng của huyết mạch long tộc cú sốc này đối với long thần mà nói quả thực không thua gì khai thiên tích địa long thần lại làm sao biết được rằng dịp trần thi triển căn bản cũng không phải là thần thông thần long huyễn ảnh của huyết mạch long tộc bọn họ hắn chẳng qua là dựa vào một chút lĩnh ngộ đối với thời không pháp tắc lấy thời không pháp tắc làm cơ sở mượn nhờ vô vọng kiếm bắt trước long thần mà thi triển ra cùng loại với thần long huyễn ảnh chỉ thế mà thôi bởi vì môn thần long huyễn ảnh này Bản chất là sử dụng thời không pháp tắc mà long thần lại chỉ hiểu được cách thi triển Cũng không có lĩnh ngộ được áo nghĩa chân chính trong đó Chết đi Sau khi dịp trần dao động ra hơn ngàn đạo phân thân Thì ngay lập tức hướng long thần giết tới Rầm 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 Sau khi nắm giữ thời không pháp tắc Long thần cố nhìn đạo phân thân vào lúc này ở trong mắt Diệp Trần đã không có chỗ che thân, đây thật ra chẳng qua chỉ là thời không vặn vẹo mà tạo thành huyễn tượng mà thôi. Bành bành bành. Sau khi Diệp Trần vung vô vọng kiếm lên chém xuống thì hơn hàng ngàn huyễn ảnh phân thân của Long Thần trong nháy mắt hóa làm một thể, bản thể tự nhiên cũng đã hoàn toàn hiển lộ ra. Khanh Vô vọng kiếm vô cung tinh chuẩn đâm trúng vị trí trái tim của Long Thần nhưng lại phát ra một tiếng va chạm kim loại. Hóa ra, Diệp Trần bây giờ tuy rằng đã cùng lúc nắm giữ thời không pháp tắc và hủy diệt pháp tắc, nhưng còn chưa có năng lực dung hợp hai loại pháp tắc này làm một thể tuy rằng trước đó hắn sử dụng thời không pháp tắc phá hết thần thông huyết mạch của long thần nhưng không có hủy diệt pháp tắc gia trì và vô vọng kiếm lực công kích yếu đi rất nhiều lại thêm trên người long thần hiển nhiên có mang theo pháp bảo phòng ngự hơn nữa nhục thân huyết mạch của long tộc vô cùng cường hãn cho nên một kiếm này của diệp trần cũng không phá vỡ được phòng ngự của hắn tuy nhiên cho dù là như thế long thần cũng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi lớn cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài diệp trần bắt đầu từ hôm nay long thần ta và ngươi không đội trời chung thân hình long thần nhanh chóng lùi lại đồng thời bỗng nhiên gầm thét một tiếng cùng với đó là quả quyết bóp nát ngọc giảng truyền tống ở bên trong mê la tinh hải thực lực của long thần bị áp chế thật lớn bây giờ thần thông huyến mạch cũng bị diệp trần phá nốt hắn đã không còn có vốn liếng nào để chống lại diệp trần cho nên quả quyết lựa chọn chủ động rời khỏi hư ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội này sao Diệp Trần thấy thế lập tức quát lạnh một tiếng, thân thể hơi chao đảo một cái đã cực qua không gian dết tới trước mặt Long Thần Hủy diệt chi kiếm Oanh Diệp Trần trực tiếp hoán đổi thời không pháp tắc thành hủy diệt pháp tắc, rót vào bên trong vô vọng kiếm, hướng Long Thần hung hăng chém rụng xuống dưới Cái gì? Long Thần nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên dết tới trước mặt, hai mắt lập tức trận lên thật lớn không thể không nhớ tới cảnh tượng trước đó Diệp Trần cưỡng ép pháp vỡ lực lượng quy tắc chém đầu yến cuồng sinh, lập tức trống lớn một tiếng. Thần Long chi giáp. Oanh. Trên dưới quanh người Long thần lập tức bộc phát ra một đạo kim mang sáng chói, sau đó dưới da vậy mà sinh ra một tầng giáp thật dày giống như vảy rồng. Cùng lúc đó, vô vọng kiếm đã trảm phá lực lượng quy tắc, mắt thấy sắp rơi vào trên đỉnh đầu của Long thần, Long thần lập tức giơ lên cánh tay được che kín bởi vảy rồng, hiểm mà lại hiểm chặn vô vọng kiếm. Vậy mà dùng cánh tay chặn. Phòng ngự thật đúng là kinh khủng a. À? Diệp Trần thấy cảnh này thì không thể không âm thầm cảm khái. Tuy rằng vô vọng kiếm được gia trì hủy diệt pháp tắc, có tính hủy diệt cực mạnh thế nhưng phòng ngự của Long thần cũng không yếu, hơn nữa hủy diệt pháp tắc của Diệp Trần mới chỉ lĩnh ngộ vẹn vẹn được một chút gia long, còn xa xa mới có thể đạt tới trạng thái có thể hủy diệt mọi thứ. Bạch 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 Hai người Diệp Trần và Long Thần gần như cùng lúc chạm va chạm vào lập tức bay, mỗi người đều lùi lại vài chục bước. Xì xì xì. Tuy rằng Long Thần chặn được một kiếm này của Diệp Trần, thế nhưng là lực lượng hủy diệt cũng nhanh chóng xâm nhập vào trong cánh tay của hắn. Long Thần lập tức nhướng mày, một cái tay khác nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo đao mang, hung hăng chạm ở trên cánh tay kia của hắn. Răng rắc. Cánh tay của Long Thần bị hủy diệt pháp tắc ăn mòn kia lập tức ứng thanh mà đứt mà cùng lúc đó thân ảnh của long thần được lực lượng quy tắc bao khỏa bên trong cũng bắt đầu từ từ trở nên mờ nhạt hiển nhiên là có dấu hiệu sắp được đưa ra khỏi mê la tinh hải mối hận hôm nay long thần ta khắc trong tâm khảm sau khi giọng nói bao hàm hận ý kia của long thần quanh quẩn bên trong toàn bộ không gian thân hình của hắn hoàn toàn biến mất không thấy người này thật đúng là sát phạt quả đoán xe ra lại để lại một cái tai họa Diệp Trần thấy Long thần trốn thoát thành công thì không thể không âm thầm cảm khái một câu. Nếu như trước đó, Long thần lại do dự một chút, lực lượng hủy diệt sẽ ăn mòn đến nội tạng của hắn, thậm chí là đan điền, đến lúc đó thì lực lượng sinh mệnh của hắn sẽ bị phá hỏng hoàn toàn, cho dù có thể giữ được tính mạng đi nữa thì sau này cũng sẽ trở thành phế nhân. Nhưng bây giờ, hắn quả quyết chặt đứt cái cánh tay kia của chính mình thì đã hạ tổn thất xuống mức thấp nhất, dù sao đối với tu chân giả mà nói, tay cục mọc lại cũng không phải là việc khó gì. Nhưng việc đã đến nước này, Diệp Trần cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao hắn bây giờ có quá nhiều con rận rồi cũng không sợ thêm một con, hắn đã đối nghịch với tam đại tiên môn trong bát đại tiên môn, cũng không sợ lại nhiều thêm một cái long tộc. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ, xin chúc mừng ba vị, đã vượt qua được khảo nghiệm. Sau khi giọng nói đạm mặt lạnh lùng kia vang lên, cảnh tượng xung quanh giống như chiến trường luyện ngục thì bỗng nhiên cảnh tượng biến đổi, ba người bọn họ đã xuất hiện ở trước đại điện thời không một lần nữa. Mà ông lão thần bí áo bào trắng kia vẫn treo ở phía trên đại điện thời không, giống như từ đầu đến cuối đều nhìn xuống mọi tình huống xảy ra trong chiến trường. Đại điện thời không tổng cộng có ba cái cửa ra vào theo thứ tự là nhân, địa và thiên. Bên trong ba bộ, cửa chữ thiên là cửa duy nhất tiến vào tầng tinh vực thứ 9. Nhưng nguy hiểm cũng lớn nhất, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu mà so sánh thì mức độ nguy hiểm của cửa chữ địa thì thấp hơn nhưng tượng tự vẫn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Còn về cửa chữ nhân thì có nguy hiểm thấp nhất, bình thường thì không có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, nguy hiểm và thu hoạch luôn luôn có quan hệ tới, nguy hiểm càng cao, người có thể được tới càng nhiều đồ vật, cho dù là cửa chữ nhân cấp thấp nhất cũng đủ làm cho các ngươi giảm bớt trăm năm tu luyện. Lời kia của ông lão áo bào trắng vừa thốt ra, trên mặt ba người đều hiện lên vẻ chấn kinh. Một trăm năm A Mặc dù đối với tu chân giả có thể sống trên hàng ngàn hàng vạn năm mà nói thì đây cũng là dụ hoặc không nhỏ, huống chi đối với những nhân vật thiên kiêu này. Như Phong Hoa Vũ mà nói, khoảng cách một trăm năm, đủ để rút ngắn rất nhiều khoảng cách giữa nàng ta với thiên kiêu khác, thậm chí đủ để cho nàng ta xung kích vị trí đứng đầu trên bản thiên kiêu. Cái này, Diệp Công Tử, Lạc Sư tỷ ta thật ra thì cũng hiểu rõ, ta chẳng qua chỉ là may mắn mới có thể đi tới một bước này tự nhiên không dám tranh hùng cùng hai vị hay là ta chọn cửa chữ nhân được chứ phong hoa vũ bày ra tư thái của mình xuống rất thấp thận trọng mở miệng nói đối với nàng ta mà nói có thể trở thành ba người cuối cùng cũng đã là vạn hạnh huống chi tiến vào cửa chữ nhân thì khả năng gặp nguy hiểm không cao hầu như là không có thì quả thực quá hoàn mỹ không nghĩ tới dịp trần lại giống như không có nghe được lời này của nàng trực tiếp nhìn về phía lạc huyền băng ngươi muốn chọn cái nào lạc huyền băng hơi sững sờ hỏi ngược lại vậy còn ngươi diệp trần hít sâu một hơi chậm rãi nói ta nhất định phải tiến vào cửa chữ thiên lạc huyền băng dường như sớm đã ngờ tới sự lựa chọn này của diệp trần gật đầu nói vậy ta liền tiến cửa chữ địa âm âm sau khi ba người làm ra lựa chọn của riêng mình thì đại điên thời không lập tức lắc lư kịch liệt một trận sau đó ở vị trí cấp thấp nhất có một cái cửa bằng đồng từ từ mở ra. Đây là cửa vào chữ nhân. Ông lão áo bào trắng kia nói xong thì hướng Phong Hoa Vũ vung tay lên, Phong Hoa Vũ liền được đạo lực lượng quy tắc này bao vây lấy cuốn vào bên trong. Sau khi cửa chữ nhân chậm rãi khép lại thì ở bên trong đại điện thời không lại có một cái cửa lớn màu vàng kim từ từ mở ra. Đây là cửa vào chữ địa. Chẳng mấy chốc ở dưới lực lượng quy tắc bọc vào, Lạc Huyền Băng cũng bị cuốn vào bên trong cửa chữ địa. Tuy nhiên lúc Lạc Huyền Băng bị cuốn vào tới ngoài cửa chữ nhân thì bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ lo lắng. Nàng ta biết chuyện Diệp Trần quyết định thì chắc chắn không dễ dàng thay đổi, nhưng vừa nghĩ tới ông lão áo bào trắng nói là cửu tử nhất sinh thì trong lòng vẫn không thể không lo lắng cho hắn. Diệp Trần tự nhiên cũng đọc hiểu được ý tứ này trong mắt của Lạc Huyền Băng, trong lòng cũng lập tức dâng lên một cổ cảm giác khác thường. Nàng ta sẽ không phải thật sự đồng tình đối với ta chứ cái thật thật có chút không ổn lạc huyền băng tu luyện chính là tuyệt tình chi đạo nhất định phải tuyệt tình đoạn ái mới có thể tu luyện đến cảnh giới tuyệt đỉnh bằng không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tu vi thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng lúc này tiến vào cửa chữ địa cũng không biết có gặp phải nguy hiểm gì hay không sớm biết thì có lẽ ta nên để nàng ta lựa chọn cửa vào chữ nhân âm âm ngay vào lúc Diệp Trần suy nghĩ thì trên đỉnh cao nhất của đại điện thời không có một cái cửa lớn bạch kim ánh sáng lóng lánh sáng chói cũng từ từ mở ra. Không cần hỏi cũng khẳng có thể khẳng định đây chính là cửa vào chữ thiên. Không đợi ông lão áo bào trắng động thủ, Diệp Trần thúc giục lực lượng không gian pháp tắc trong nháy mắt đã lách mình đi tới trước mặt cửa lớn màu bạch kim kia. Người trẻ tuổi. Người cần phải biết, người bước ra một bước này khả năng sẽ không thể quay đầu lại được. Lúc này, ông lão áo bào trắng kia đột nhiên mở miệng toát ra một câu dịp trần không thể không hơi sững sờ ông lão áo bào trắng này trước đó vẫn luôn lãnh đạm đạm mạc không có một chữ nói nhảm giống như trí tuệ nhân tạo đây là lần đầu tiên nói ra những lời kiểu này sau khi dịp trần hơi kinh ngạc một lát hướng về phía ông lão mỉm cười nói bánh xe thời không liên tục hướng về phía trước chúng ta chỉ có tiến lên thôi chứ nơi nào có đường lui nói xong lời này Diệp Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, sau đó thì nhìn thẳng cất bước đi vào trong đó. Ông lão áo bào trắng ở đằng sau nghe được lời này của Diệp Trần, đôi mắt hơi trừng một cái, sau đó thì trên cái khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc lạnh như sương kia vậy mà hiện ra một nụ cười, lẩm bẩm nói. Có ý tứ. Không nghĩ tới tiểu tử này có lý giải đối với thời không pháp tắc vậy mà đã đạt đến tình trạng như thế, nói không chừng hắn thật là có khả năng trở thành chủ nhân mới của tòa cung điện này a. À âm âm. Sau khi giọng nói lầm bầm lầu bầu của ông lão áo bào trắng rơi xuống, cánh cửa lớn bạch kim kia cũng bắt đầu từ từ khép lại. Chẳng mấy chốc đại điện thời không kia và thân hình ông lão áo bào trắng cũng bắt đầu trở nên phai nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, giống như là tiêu thất ở trong hư không. Sau đó thì ánh sáng trên cả quả tinh cầu này cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Lại sau đó, tầng tinh vực thứ bảy, tầng tinh vực thứ sáu, từ trong ra ngoài, tất cả đều thi nhau ảm đạm xuống, giống như bóng tối bỗng nhiên bao phủ trên toàn bộ mê la tinh hải, chẳng mấy chốc đã lan tràn đến tầng tinh vực thứ nhất. Cuối cùng, toàn bộ mê la tinh hải hoàn toàn được bóng tối bao phủ, chỉ có ở trên tinh cầu sơ thủy bên ngoài gần với mê la tinh hải kia vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng sáng chói, ở bên trong bóng tối vô tận hiện ra càng ngày càng lóa mắt. Mà lúc này, ở trên tinh cầu sơ thủy, ngoài trừ long thần bị đảo thải bị loại trước đó, mấy người tuyệt vô địch và những người khác, mấy người trong nhóm cự phách đỉnh cấp của bác đại tiên môn kia và một đám cự đầu của một số thế lực cao cấp khác, vào lúc này vậy mà tất cả đều buông xuống tới phía trên tinh cầu này. Còn có tượng đài không lộ cao tới 8 vạn mét kia 100 cái danh tự của 100 người vượt ải ở trên đó gần như tất cả đều tối đen xuống, duy chỉ có lạc huyền băng, phong hoa vũ và diệp trần ba cái tên này vẫn đang lóe ra ánh sáng. Lão Tổ Là ta phụ lòng kỳ vọng của Ngài lúc này long thần chỉ còn lại một cái cánh tay quỳ rạp xuống trước một ông lão uy nghiêm trên đầu mọc ra đôi lông giác trên gương mặt trắng bệch hiện ra vẻ xấu hổ nồng đậm hóa ra ông lão uy nghiêm trên đầu mọc ra đôi lông giác này chính là tộc trưởng đương nhiệm của long tộc thượng cổ luận bối phận thì chính là tổ tông của long thần tay áo dài của lão tổ long tộc vung lên một cỗ lực lượng chân nguyên vô cùng tinh thuần trực tiếp đánh vào trong thân thể của long thần chẳng những làm thương thế của hắn trong nháy mắt tốt hơn phân nữa đồng thời không tự chủ được mà đứng lên việc này cũng không trách ngươi được không có ai ngờ tới một tên tiểu tử không đáng chú ý lại có thể ẩn tàng sâu như thế vậy mà hiểu được thần thông huyết mạch của long tộc chúng ta xem ra lai lịch của kẻ này thật không phải đơn giản mà đổi thành một bên dịch bạch nhân vật thiên tài xuất từ vô cực tông vào lúc này thì đang cúi đầu quỳ ở trước mặt một ông lão mặc đạo bào khóc ròng ròng tự thuận lại tình hình chiến đấu trước đó sư tổ tàn bộ chuyện đã xảy ra chính là như vậy vân sư huynh và yếu cùng sinh sư huynh của thái huyền tông đều bị tiểu tử kia sát hại tàn nhẫn nếu không phải đệ tử kịp thời bóp nát ngọc giảng thì vào lúc này cũng chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu oanh ông lão mặc đạo bào kia nghe xong lời này thì lập tức nhướng mày trên thân bỗng nhiên dâng lên một cổ khí tức khủng bố khó mà hình dung thậm chí ngay cả mọi người đứng ở trên tinh cầu sơ thủy dường như cũng bị khí tức trên người hắn làm cho kinh sợ cả quả tinh cầu đung đưa kịch liệt một trận giống như lúc nào cũng có thể nổ tung ra. Hóa ra, người này chính là vân thương sinh tông chủ vô cực tông, là tồn tại cấp cao nhất trong bát đại tiên môn, thậm chí là toàn bộ tu chân giới. Mà ngoại trừ vân thương sinh tông chủ vô cực tông ra, mấy tên cự phách của mấy đại tiên môn tất cả cũng gần như đều đến đông đủ, gần như toàn bộ đều có tu vi cấp độ kiếp đế quân. Không khoa trương chút nào, lấy tu vi kinh khủng của những người này, nếu như không phải cố gắng áp chế khí tức của mình thì chỉ sợ toàn bộ tinh cầu trước mắt vào thời điểm này ở dưới uy áp của bọn họ sẽ đột nhiên sụp đổ hoàn toàn hóa thành phố vụn. Người này hại chết cháu yêu của ta, đợi hắn từ bên trong mê la tinh hải đi ra, nhất định phải giao cho Thái Huyền Tông ta đến xử trí. Một ông lã tóc xám mũi sư miệng rộng bỗng nhiên một mặt hận hận mở miệng nói, giọng nói giống như cửu thiên thần lôi, chấn cho toàn bộ tinh cầu sơ thủy phải rung động. Hóa ra cái người nói chuyện này chính là Yến Nam Hùng Tông chủ Thái Huyền Tông, cũng là gia gia của Yến Cùng Sinh kia. Không nghĩ tới, lời này của Yến Nam Hùng vừa mới rơi xuống thì lập tức có đại lão khác cười lạnh nói. Yến Tông chủ thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Ta thấy ngươi vì báo thù cho cháu trai ngươi là giả, muốn độc chiếm bí mật mê la tinh hải mới là thật đi. Giọng nói này rơi xuống thì lập tức được đại lão khác tán đồng. Không sai. Ai cũng biết, bên trong mê la tinh hải này ẩn giấu một cái bí mất rất lớn, chẳng lẽ Thái Huyền Tông các ngươi muốn độc bá hay sao? Ngay vào lúc những cự phách đỉnh cấp của tu chân giới này đang tranh luận về đề tài Diệp Trần không ngớt, thì ở một nơi khác, Diệp Trần đã bước vào cửa vào chữ thiên đại điện thời không. Nơi này là một cái đại điện rất phổ thông, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có hơn nữa yên tĩnh tới đáng sợ, không có một chút xíu tiếng động nào, dường như ngay cả không khí xung quanh đều là đứng im bất động, thậm chí thật giống như ngay cả thời gian ở chỗ này cũng ngừng lại. Diệp Trần quan sát nửa ngày cũng không có nhìn ra nguyên cớ, hơn nữa xung quanh thực sự an tĩnh tới đáng sợ, trong lòng không thể không âm thầm buồn bực. Không phải nói cửa này cửu tử nhất sinh sao? Nhìn thế nào cũng nhìn không ra có chỗ nguy hiểm nào. Ngay vào lúc Diệp Trần nghi hoặc không hiểu bỗng nhiên một giọng nói ôn hòa đột nhiên quanh quẩn trong đại điện. "Người trẻ tuổi, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt" kèm theo giọng nói này rơi xuống, một cái bóng mờ hình ông lão mặt trường bào màu tím đột nhiên xuất hiện ở đằng trước cách dịp trần trăm mét. Ông lão này râu tóc đều trắng muốt, hơn nữa cũng thật dài gần như sắp bằng cơ thể của hắn. Mà ở trong tay ông lão này thì cầm một cái gương đá phong cách cổ xưa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Nguy quan bảo giám. Diệp Trần đầu tiên là nhận ra cái gương đá trong tay ông lão mặc áo bào tím kia, không thể không kinh hô một tiếng sau đó thì mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi chỉ vào ông lão áo bào tím lại có chút cà lâm mà nói. Ngươi, ngươi chính là tiền bối lúc trước, ban nguyệt quan bảo giám cho ta. Diệp Trần nhớ kỹ kiếp trước chính mình lần thứ ba bước vào mê la tinh hải, tuy rằng cuối cùng cũng tới đến tầng tinh vực thứ tám, rồi bước vào đại điện thời không, nhưng cuối cùng không thể thông qua một tầng khảo nghiệm cuối cùng này, bị vây ở bên trong không gian loạn lưu ngay vào lúc hắn vốn cho là mình chắc phải chết không thể nghi ngờ thì vào lúc này xuất hiện một ông lão thần bí chẳng những mang hắn từ bên trong không gian loạn lưu mang ra còn đưa Nguyệt Quan Bảo dám cho hắn mà ông lão thần bí kia bỗng nhiên chính là vị trước mắt này ông lão áo bào tím mỉm cười lại nói tiếp Tiểu gia hỏa xem ra ngươi đã nhớ lại ta là ai không sai không sai sau khi trải qua một lần trọng sinh ngươi bây giờ so với lần trước tới đây hiển nhiên muốn càng thêm có tiềm lực Diệp Trần nghe xong lời này của ông lão áo bào tím lập tức choáng, trong lúc nhất thời cảm giác có chút quá tải. Kiếp trước của hắn ở bên trong mê la tinh hải lấy được nguyệt quan bảo giám, về sau ở lúc chiến đấu với bác đại tiên môn, hiên nguyệt hy sinh tính mạng của chính mình sử xuất nguyệt quan bảo giám để cho hắn trở về 800 năm trước, bây giờ hắn lại về tới mê la tinh hải, gặp được ông lão thần bí này lần nữa, ông lão thần bí này thế mà dùng một câu nói ra bí mật trọng sinh của hắn. Theo lý thuyết mà nói hắn như là đã về tới 800 năm trước vào thời điểm này hắn và ông lão thần bí có lẽ còn chưa gặp mặt được mới đúng a. À? Những chuyện này, ngài cũng biết rồi. Sau khi dịp Trần suy nghĩ lại một lần nữa thì đầu lại càng thêm choáng váng khó hiểu. Ông lão áo bào tím mỉm cười, thản nhiên nói. Ta biết không không thể lý giải được chuyện này, đó là bởi vì ngươi bây giờ còn đang bị vây ở bên trong pháp tắc, không có vượt qua khỏi phạm trù đó chờ ngươi một khi vượt qua được thời không pháp tắc ngươi tự nhiên là có thể hiểu được mọi thứ xảy ra trên người của ngươi cái gọi là thời không chẳng qua chỉ là một cái vòng lặp vô hạn mà thôi ông lão áo bào tím nói đến đây có chút dừng lại sau đó lại nói tiếp điều này giống như bản thân những tu chân giả đang trong thời kỳ độ kiếp bọn họ căn bản không rõ cho dù tu vi của bọn hắn có mạnh hơn thì chỉ cần họ còn ở bên trong pháp tắc bị ràng buộc bởi sức mạnh của pháp tắc và họ không thể siêu thoát cho dù thực lực tu luyện cường đại tới đâu đi nữa thì chẳng qua cũng chỉ phí công mà thôi. Oanh! Nghe xong lời nói của ông lão áo bào tím, Diệp Trần lập tức cảm thấy giống như một tiếng sấm giữa mùa xuân nổ tung lên ở trong đầu của mình, quả thực giống như thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt hiểu rõ một chút thứ không tầm thường. Hóa ra, đây chính là áo nghĩa chân chính đằng sau độ kiếp. Vậy mà, đơn giản như vậy. Trên mặt ông lão áo bào tím vẫn như cũ tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, nhẹ gật đầu, nói Không sai Bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất Đạo lý tuy rằng đơn giản thế nhưng muốn làm được cũng rất khó khăn Diệp Trần nghe vậy, lập tức không người một cái thật sâu, vô cùng thành kính nói Còn xin tiền bối chỉ điểm Ông lão áo bào tím vuốt vuốt sợi râu trắng muốt mới chậm rãi nói Đạo khả đạo, phi thường đạo Nếu muốn chứng được đại đạo, chỉ cần bản thân mình tự mình trải nghiệm Người bên ngoài không có cách nào làm thay lúc trước ta tặng nguyệt quan bảo giám cho ngươi chính là hy vọng có thể giúp ngươi lĩnh hội thời không pháp tắc, không nghĩ tới ngươi vậy mà chuyển tặng vật này cho nàng. Lúc nói đến đây, ông lão áo bào tím dừng lại một chút, lại nói tiếp. Tuy nhiên, phúc hòa tương y, ngươi nhưng cũng bởi vậy mà sống lại một đời, cái này có lẽ cũng là thiên ý từ nơi sâu xa đi. Nghe xong lời này của ông lão áo bào tím, dịp trần đầu tiên là cảm thấy xấu hổ một trận, sau đó nghĩ tới hiên nguyệt thì lập tức vỗ đầu một cái suýt chút nữa thì quên việc chính đi. Tiền bối. Không đợi Diệp Trần mở miệng, ông lão áo bào tím trực tiếp khoát tay áo ngắt lời nói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Chờ ngươi thông qua khảo nghiệm của cửa ải cuối cùng này, ngươi tự nhiên sẽ có được đáp án mà ngươi muốn. Diệp Trần lập tức sững sờ, đành phải sửa lời nói. Tiền bối, vậy khảo nghiệm của cửa ải này lại là cái gì? Ông lão áo bào tím mỉm cười, trên mặt hiện ra vẻ thần bí chỉ chỉ dưới chân Diệp Trần, chậm rãi nói. Rất đơn giản, từ vị trí của ngươi bây giờ, đến nơi này của ta có tổng cộng là 49 bước, chỉ cần ngươi có thể đi tới trước mặt của ta, ải này coi như qua. Diệp Trần lập tức nghe tới trận tròn mắt, hắn vừa rồi cẩn thân quan sát qua tòa đại điện này, cũng không có phát hiện cơ quan cạm bẫy nguy hiểm gì, cũng không có loại huyễn cảnh nào cả, vậy cửu tử nhất sinh lúc nãy nói đâu. Chỉ đơn giản như vậy, Diệp Trần không thể không một mặt hoài nghi ông lão áo bào tím vô cùng lạnh nhạt khẳng định gật một cái chính là đơn giản như vậy dịp trần phóng xuất thần niệm ra một lần nữa lại lần nữa tỉ mỉ dò xét một lần vẫn không có xảy ra bất luận cái gì khác thường cuối cùng hít sâu một hơi cuối cùng bước ra bước đầu tiên tuy nhiên ngay vào lúc bước đầu tiên của hắn rơi xuống ông không gian xung quanh đột nhiên nhanh chóng xảy ra một trận dao động Diệp Trần bỗng nhiên cảm nhận được thân thể của mình đang nhanh chóng rơi xuống. Hơn nữa thân thể hoàn toàn không thể không chế, giống như là vọt vào bên trong vực sâu vô tận, rất nhanh thậm chí ngay cả ý thức của hắn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng hai mắt tối đen, ngay lập tức không biết cái gì nữa. Đợi đến khi thân ảnh của Diệp Trần biến mất không thấy, giọng nói của ông lão áo bào tím kia vang lên quanh quẩn trong đại điện. Người trẻ tuổi Đường này tên là Đường Luân Hồi, chính là lão tiểu tử Hạo Thiên Đại Đế kia, vì người thừa kế của hắn mà dày công bố trí ra một cái cửa ải này. Đường luân hồi. Đường luân hồi. Một bước chính là một luân hồi. Nói cách khác, ngươi phải trải qua trọn vẹn 49 thế luân hồi, hơn nữa còn phải lĩnh hội trọn vẹn 49 đạo lực lượng pháp tắc thì mới có thể ra khỏi mạch luân hồi mà đi tới, bằng không sẽ bị cuốn hút vào bên trong thời không của luân hồi và sẽ không bao giờ được giải thoát. Đợi đến lúc Diệp Trần khôi phục lại ý thức một lần nữa, phát hiện chính mình thế mà nằm ở trên một cái giường cũ nát, hơn nữa xung quanh còn tràn ngập một cổ mùi mốc meo khó ngửi. Ta đây là đang ở nơi nào? Diệp Trần dùng sức lắc đầu, nhớ rõ chính mình trước đó còn đang ở bên trong đại điện thời không, làm sao đột nhiên lại đi tới một nơi xa lạ như thế này? Huyển cảnh. Dường như không hề giống. Xuyên qua rồi. Diệp Trần bỗng nhiên cảm thấy đầu mình có phần choáng váng, thế là muốn từ trên giường ngồi xuống nhưng lại bỗng nhiên phát hiện, trên dưới toàn thân của chính mình bủng rủng không có chút sức lực, dường như gặp phải một trận bệnh nặng. Thậm chí, ngay cả chân nguyên trong cơ thể cũng biến mất không còn một mảnh, so với người bình thường không có gì khác nhau. Cú sốc này quả thực khó lường, lập tức dịp trần giật nảy cả mình, cũng không biết sức lực từ đâu tới mà đột nhiên ngồi dậy. Ai u? Vừa mới từ trên giường ngồi dây, Diệp Trần bỗng nhiên cảm nhận được xương cốt toàn thân từ trên xuống dưới của mình giống như tan rã, truyền đến một cổ cảm giác đau đớn mãnh liệt. Ta bị thương rồi. Theo bảo năng Diệp Trần cúi đầu xuống, chuẩn bị kiểm tra thương thế của mình một chút, tuy nhiên ngay sau đó trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy bàn tay của hắn không hiểu vì sao vậy mà thu nhỏ gần một nửa. Diệp Trần không thể không hung hăng nháy nháy mắt, lần nữa tập trung nhìn vào, ngay lập tức hoàn toàn ngay dại chỉ thấy cả người hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành một người có dáng vẻ của một thiếu niên hơn nữa là một bộ thân thể hoàn toàn xa lạ má nó ta đây là thật xuyên qua rồi trong lúc nhất thời dịp trần hoàn toàn không hiểu chẳng những tu vi biến mất hoàn toàn thậm chí ngay cả thân thể cũng bị thay đổi con mẹ nó tình huống này là như thế nào két ngay vào lúc dịp trần hoàn toàn không có làm rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào thì cửa gian phòng bỗng nhiên được người mở ra một nữ hài có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đẩy cửa vào nữ hài nhìn thấy dịp trần ngồi dậy trên khuôn mặt thanh tú lập tức hiện ra vẻ mừng như điên thiếu gia ngài tỉnh thiếu gia dịp trần nhìn qua tiểu nữ hài xa lạ ở trước mắt mình thì lập tức càng thêm không hiểu ngay vào lúc dịp trần chuẩn bị mở miệng hỏi thăm một phen thì lúc này đầu bỗng nhiên đau xót trong óc vang lên một giọng nói đột ngột người vượt ải người bây giờ ở vào bên trong một cái vị diện tên là đại lục tạo hóa ở trong thế giới của cái vị diện này chỉ có tồn tại một loại pháp tắc đó chính là tạo hóa pháp tắc tạo hóa là xuất phát điểm của vũ trụ cũng là nguồn gốc đản sinh ra vạn vật chờ khi nào ngươi lĩnh hội được tạo hóa pháp tắc thì ngươi có thể rời khỏi thế giới này sau khi nghe xong lời này dịp trần bỗng nhiên lại nghĩ tới những lời trước đó mà ông lão thần bí ở bên trong đại điện thời không đã nói thì hai mắt lập tức trừng một cái trên mặt hiện ra vẻ chấn kinh nồng đậm không thể không nghẹn ngào lẩm bẩm nói chẳng lẽ mọi thứ trước mắt vậy mà cũng là một bộ phận của khảo nghiệm sao chẳng lẽ hạo thiên đại đế kia vì khảo nghiệm người thừa kế của mình mà cố ý sáng tạo ra một cái thế giới vị diện lại hoặc là một vùng không gian giống với thế giới huyễn cảnh sao Cảm giác này ngược lại là có phần giống với trò chơi ở trên trái đất, chỉ có điều chân thực hơn rất nhiều so với những trò chơi kia mà thôi. Ngay vào lúc dịp trần thấp giọng tự lẩm bẩm thì tiểu nữ hài có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn kia lúc này đã đi tới trước giường, nghe được tiếng dịp trần lẩm bẩm một mình thì vẻ mặt mơ mịt. Thiếu gia, ngài đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ bị thành thiếu gia đánh bị thương ở đầu sao? Diệp Trần nhìn qua tiểu nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn trước mắt này, trên mặt mũi đầy vẻ lo lắng thế là nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình một chút nở ra nụ cười ấm áp bị chuyện nói cái này ta khả năng thật đúng là bị tổn thương tới đầu óc dường như có rất nhiều chuyện ta đều không nhớ rõ lắm hay là ngươi nói cho ta một chút tiểu nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn nghe xong lời này thì không thể không nháy nháy mắt có chút nửa tin nửa ngờ sau khi dịp trần dùng thời gian gần một tiếng trải qua một phen chém gió nhẹ nhẹ cuối cùng cũng từ trong miệng tiểu nha đầu này hỏi ra được một số tình huống. Hóa ra, chủ nhân của cái thân thể bây giờ của Diệp Trần Thế mà cũng họ Diệp, tuy nhiên tên lại là Diệp Phong, là con cháu dòng chính của Diệp Gia một trong thập đại gia tộc của Đại Lục Tạo Hóa. Chỉ có điều, Diệp Gia ở Đại Lục Tạo Hóa sau khi truyền thừa được vài vạn năm thì hôm nay sớm đã trải qua suy bại không chịu nổi mà truyền đến mạch Diệp Phong này thì ở bên trong một mạch dòng chính của Diệp Gia càng là chỉ còn lại độc đinh một mình hắn mấy năm trước gia tộc trải qua một trận tai nạn diệp phong theo cha đầu nhập vào một mạch nhánh của diệp gia nhưng ở bên trong một mạch nhánh của diệp gia này lại gặp không ít người khinh thường diệp gia mạch nhánh đối đãi với cha con bọn hắn quả thực so với hạ nhân còn không bằng mà ở ba ngày trước đó diệp nam phụ thân của diệp phong chết rồi sau khi diệp phong muốn hướng diệp gia yêu cầu một ít phí tổ chức đám tang thì kết quả lại bị thiếu gia của diệp gia mạch nhanh hành hung cho một trận phải hôn mê nằm trên giường một ngày một đêm có thể nói là vô cùng thê thảm. Còn về phần tiểu hài nữ gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt này tên là Tiểu Lan, là tỷ nữ làm bạn với Diệp Phong từ nhỏ đến lớn, hai người tình như huynh muội. Sau khi hiểu biết được một chút về tình huống của chủ nhân trước của cái thân thể này, Diệp Trần lập tức suýt chút nữa thì cười lên tiếng, cái kịch bản máu chó này cũng không biết là ai thiết kế, không đi viết tiểu thuyết thì thật là quá đáng tiếc. Đúng lúc này, Tiểu Lan ở một bên lại mở miệng, trên khuôn mặt thanh tú hiện ra vẻ buồn rầu nói đúng rồi thiếu gia thi thể của lão gia bây giờ còn đang ở trong chính đường ngài xem xem phải làm sao bây giờ diệp trần vốn còn muốn cười ha ha nghe được lời này của tiểu lan thì lập tức ngẩn ngơ cũng không cười nổi nữa đối với diệp trần mà nói cái kịch bản này mặc dù có chút máu chó thậm chí còn có chút khôi hài nhưng lúc này hắn chính là diệp phong hơn nữa sau này còn phải lấy cái thân phận này sinh sống ở bên trong cái thế giới này vừa nghĩ tới đây dịp trần vỗ nhẹ bả vai gầy yếu của tiểu lan kia nhẹ nhàng nói tiểu lan mùi chuyện này giao cho ta đến xử lý ngươi cũng không cần phải quan tâm ngươi vẫn là trước tiên giảng cho ta một chút tới chuyện liên quan tới phương diện tu luyện a à. hắn vừa rồi ở trong lúc trò chuyện với tiểu lan từng âm thầm thử nghiệm tu luyện phát hiện căn bản không có cách nào luyện hóa linh khó trong không khí phỏng đoán lực lượng pháp tắc của thế giới này không giống với tu chân giới Tiểu Lan nghe được câu hỏi này của Diệp Trần thì lập tức đôi mắt to sáng ngời chớp chớp một cái hiện ra vẻ tò mò, nói Thiếu gia, trước kia không phải ngài ghét nhất là tu luyện sao? Làm sao đột nhiên lại đi hỏi tới việc này? Diệp Trần ho nhẹ một tiếng, làm bộ thở dài một hơi, nói Mỗi lúc mỗi khác Bây giờ ở loại tình huống này, thiếu gia ta nếu như lại không có chí tiến thủ thì tương lai bảo vệ ngươi như thế nào? tiểu lan nghe được điều này thì mặt mũi lập tức đầy vẻ vui mừng lão gia nếu biết thiếu gia có thể nghĩ được như vậy thì chắc chắn sẽ rất cao hứng lập tức ở dưới những câu hỏi của dịp trần tiểu lan đã nói rõ rõ ràng ràng ra những thứ liên quan tới việc tu luyện mà mình biết hóa ra ở trên thế giới của đại lục tạo hóa này hoàn toàn chính xác cũng có người tu luyện tồn tại tuy nhiên tình huống không giống với tu chân giới lắm ở chỗ này Người tu luyện tu luyện ra được là lực lượng tạo hóa mà không phải là chân nguyên, ngay cả phương pháp tu luyện cũng hoàn toàn khác biệt. Hết chương 860, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.